Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2201. Tiêu Chính Văn có năng lực lĩnh ngộ cao đến mức có thể cùng lúc biến chiêu thức của người khác thành của chiêu thức của mình trong lúc ra đòn sao? Nếu như ông Triệu không trúng cú đánh vừa nãy thì cụ ta hoàn toàn có thể đỡ được đòn của Tiêu Chính Văn. Nhưng vấn đề là toàn bộ phần cơ thể bên phải của cụ ta đã bị đánh gục, một cánh tay của cụ ta yếu ớt buông lỏng bên người, tay còn lại thì không một tấc sắt, đừng nói là thanh kiếm mà ngay cả một mảnh sắt cũng không có. Đỡ thanh giáo của Tiêu Chính Văn bằng tay không, chẳng khác nào dùng tay không đi bắt lấy một quả bom nguyên tử. Nhưng ông Triệu không còn sự lựa chọn nào khác, đường lui phía sau đã bị phong tỏa, xoay người lại thì phải đối diện với sự tập kích của những con giao quân đội năm cạnh, vậy chẳng khác nào thập tử nhất sinh. Dù tôi có chết cũng phải kéo theo cậu chôn cùng, mặt mũi ông Triệu méo xẹo. Cụ ta tung người đánh về phía Tiêu Chính Văn, lúc này ông Triệu chỉ có một suy nghĩ. Dù có bị Tiêu Chính Văn đâm vào, cụ ta cũng phải dùng một đòn để đánh chết thằng danh đáng ghét này. Chủ thượng, ông ta muốn một mạng đền một mạng. Độ Thiên Chân Nhân quan sát cuộc chiến từ phía xa, nhìn thấy ông Triệu như mũi tên rời cung bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Cụ ấy sốt ruột xông về phía Tiêu Chính Văn rồi hét lớn. Tiêu Chính Văn sao có thể nhìn không ra được ý đồ của ông Triệu, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Muốn giết ông Triệu thì bây giờ là cơ hội duy nhất. Nếu như Tiêu Chính Văn thu đòn rút lui thì ông Triệu có thể nhân cơ hội này mà chạy thoát. Một nhân vật nguy hiểm như vậy nếu để cụ ta chạy thoát thì sẽ không bao giờ có những ngày yên ổn nữa. Mặc dù hai bên chỉ giao đấu mấy đòn, nhưng mỗi một đòn đều có thể lấy mạng người, cao thủ thật sự chưa bao giờ cần đến 100 hay 1000 đòn để chém giết nhau. Mà thường chỉ cần một đòn đã có thể quyết định sống chết, một giây đã quyết định được thắng thua. Giết! Tiêu Chính Văn cũng giận dữ giống lên, thanh giáo dài trên tay phát ra ánh sáng chói mắt. Đòn đánh này buộc phải kết liễu mạng sống của ông Triệu. Giết, ông Triệu cũng lớn tiếng hét lên, trên bàn tay trái lại phóng ra một tia sáng nhẹ. Cụ ta hội tụ tất cả những gì đã học trong lòng bàn tay. Chỉ cần cú này đánh vào người Tiêu Chính Văn, ông Triệu tin chắc rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết. Cho dù chết cụ ta cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt hai luồng sáng trắng gần như đã sắp va vào nhau. Đột nhiên, một đóa hoa sen trắng xuất hiện giữa hai luồng sáng trắng. Một thanh niên áo trắng, mái tóc đen óng ánh như thác nước, ngồi trên đài sen, chỉ tay một cái, chín ngôi sao lập tức tản ra. Đồng thời, một ngón tay khác của bàn tay còn lại cũng chỉ ra, lập tức phong tỏa các mạch huyệt lớn của ông Triệu, ánh sáng trên lòng bàn tay ông Triệu cũng tan biến ngay sau đó. Chương 2202. Bởi vì quán tính, nên Tiêu Chính Văn và ông Triệu đã va mạnh vào nhau, sau một tiếng, bịch, cả người ông Triệu bay thẳng ra ngoài. Tiêu Chính Văn cũng phải lùi về phía sau mấy bước, khi anh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ông nội của mình Tiêu Long đang đứng phía sau thanh niên đó một cách nghiêm nghị. Người có thể khiến ông nội anh kính nể như vậy, chỉ có thể là Sáng Thế Chủ. Sáng Thế Chủ của Phái Quang Minh, Hạo Thiên. Sự xuất hiện của Hạo Thiên đã khiến thiên tử người đang quan sát trận đấu của Tiêu Chính Văn trước màn hình, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên đài sen trắng, người đó cũng đang nhìn về phía anh. Không phục à, giọng nói của Hạo Thiên cực kỳ nhẹ nhàng và dễ nghe, âm thanh đó thậm chí không giống như giọng nói của một người đàn ông. Dựa vào đâu mà phải khuất phục, ông lại là thằng nào nữa đây? Tiêu Chính Văn vừa nói. Vừa đánh một đòn về phía Hạo Thiên. Nếu đã là người giúp ông Triệu thì cho dù là đồng đội cũng được, đồng minh cũng xong, đều phải ra tay thì cần gì khách sáo. Tiêu Long vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn, bóng dáng Tiêu Chính Văn như mũi tên rời cung bắn về phía Hạo Thiên. Cậu cho rằng giết được mấy kẻ tầm thường này thì giỏi lắm sao? Hạo Nhiên chỉ tay ra, trong không khí đột nhiên bộc phát ra một luồng khí lớn. Trên bầu trời như xuất hiện cảnh tượng ánh sáng trắng hình tròn, không có bất kỳ tiếng vang hay bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào cả. Giống như một viên đá rơi xuống đầm, tạo ra một làn sóng trong không khí. Cơ thể của Tiêu Chính Văn như bị một thiên thạch va vào, rồi rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân nhìn thấy Tiêu Chính Văn nặng nề ngã xuống đất rồi nôn ra một ngụm máu, cụ ấy đang định xông tới thì lại bị Tiêu Long ngăn cản. Chịu phục chưa? Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này đám người ông La cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh,
chỉ với một cái chỉ tay thôi đấy. Hạo Thiên lại mạnh đến thế ư? Ở trước mặt cụ ta, bản thân họ giống một con kiến thấp kém. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh Hạo Thiên ngay cả một chút uy thế cũng không có, như thể cụ ta vốn hòa làm một với trời đất và tất cả mọi thứ xung quanh. Sự xuất hiện của cụ ta và một cái chỉ tay vừa rồi giống như ý chỉ của trời đất. Không những Tiêu Chính Văn hết sức kinh ngạc, mà ngay cả Andre đang xem phát sóng trực tiếp cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Phải biết rằng người bị đánh bại chỉ với một cái chỉ tay là Tiêu Chính Văn đấy. Vậy thì người trước mặt này phải có cảnh giới cao đến cỡ nào? Chương 2203. Là cảnh giới thiên thần 4 sao hay bán bộ nhân vương? Hay là cụ ta đã đạt tới cảnh giới nhân vương? Nghĩ đến đây, trong lòng Andre không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ là sáng thế chủ của phái Quang Minh đã ra tay? Âu Lục đã nghe được tin đồn về phái Quang Minh từ lâu, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy bộ mặt thật của sáng thế chủ. Bây giờ Andre bỗng cảm thấy kinh hãi. Vào lúc này, tại thiên tử các ở Long Kinh, đám người thiên tử đều lần lượt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cái chỉ tay đã có thể đánh bại Tiêu Chính Văn, thực lực của người này đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt khi thấy Tiêu Long cũng đang đứng sau người đó, thiên tử không khỏi cau mày nói, chẳng lẽ người này chính là Hạo Thiên sáng thế chủ của phái Quang Minh trong truyền thuyết. Ngoài người này ra, tôi thật sự không nghĩ ra được còn có ai trên thế gian này có thực lực cao như vậy. Nhưng hy vọng người này là bạn chứ không phải kẻ thù, nếu không hôm nay vua Bắc Lương sẽ gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão Tông Miếu lo lắng nói. Hầu như mọi ánh mắt trên thế giới đều đang đổ dồn vào Hạo Thiên. Sự xuất hiện của cụ ta đã gây chấn động cả thế giới. Nhưng Hạo Thiên cũng không quan tâm, lại càng không để ý tới ánh nhìn của mọi người. Ở đẳng cấp của cụ ta, ánh nhìn của người bình thường sớm đã không còn nằm trong phạm vi của cụ ta nữa. Không, không phục, Tiêu Chính Văn quật cường ngẩng đầu lên. Hạo Thiên cười nhạt, chậm rãi đứng dậy và bước xuống từ trên đài sen trắng giữa không trung như đang bước xuống cầu thang. Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt, nhịp bước mà Hạo Thiên sử dụng chính là kiểu đi trên không được ghi chép trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Không ngờ rằng kiểu đi này lại được sử dụng theo cách này. Đều là đi trên không nhưng cách thể hiện của Hạo Thiên lại rất tự nhiên. Ông Triệu, nghe thấy Hạo Thiên gọi tên mình, ông Triệu đã bị dọa sợ đến mức quỳ thẳng xuống đất. Toàn thân cụ ta không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngàn năm loạn lạc, ba sao sắp xuất hiện, chẳng lẽ Hoa Sơn lại chưa cảnh cáo cho các ông biết? Thế gian sắp có đại loạn, nước ở vùng ngoài lãnh thổ quá sâu, các ông đang hiểu sai vấn đề đấy. Giọng điệu của Hạo Thiên bình thản nói. Vâng, từ hôm nay trở đi, bọn tôi nhất định sẽ sống yên ổn trong núi, cấm cửa trong nhà. Ông Triệu cuống đến mức líu cả lưỡi, có thể thấy được trong lòng cụ ta đã khiếp sợ đến mức nào. Vậy hôm nay, các ông còn muốn đánh nữa không? Hạo Thiên thờ ơ hỏi. Xin tha mạng ạ, chúng tôi biết lỗi rồi. Ông Triệu thậm chí không dám biện hộ thêm một câu nào nữa mà quỳ rạp xuống đất. Liều mạng dập đầu. Đôi mắt sáng ngời của Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào đám người ông Triệu và ông Hứa. Ông Triệu, ân oán thế gian nhiều vô kể, có điều thời gian trôi qua nhanh, ý đồ giết người vẫn không tiêu tan thì tai họa sẽ không ngừng ập đến. Hạo Thiên vừa nói vừa phất tay, cả người ông Triệu như diều đứt dây bay xa mấy chục mét, máu tươi phun trào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2204. Thế nhưng ngay cả một chữ mà ông Triệu cũng không dám nói, ôm lấy ngực run rẩy quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên. Thầy của ông vẫn khỏe chứ? Hạo Thiên liếc mắt nhìn ông La hỏi. Đã trăm năm không gặp, vãn bối không biết, ông La vô cùng cung kính đáp lời. Hạo Thiên đột nhiên quay người nhìn Tiêu Chính Văn nói, bí mật của thiên tinh cửu diệu ở trong tự nhiên, không niệm không cầu, không sinh không tử, cũng không mượn uy thế của sao trời. Trời đất có đạo, cái gì gọi là đạo? Ánh sáng của sao trời vốn dĩ chẳng phát sáng. Hạo Thiên điềm nhiên nói ra những lời này, giống như đang tự nói với chính mình, lại giống như đang nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi lay động, lĩnh ngộ của Hạo Thiên đúng là đáng nể. Chỉ tám chữ không niệm không cầu, không sinh không tử đã cao hơn quá nhiều so với những người khác. Từ trường là sức hút của các vì sao, vốn dĩ đều đang tác động đến thế giới này. Thủy Triều là hiện thân của từ trường,
bốn mùa chính là sự biến hóa không ngừng của từ trường, sống chết chính là diện mạo vốn có của vũ trụ. Tiêu Chính Văn lẩm bẩm. Trẻ con dễ dạy, Hạo Thiên hài lòng gật đầu, lại nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Chính Văn. Đây là sự thăm dò trực tiếp nhất của Hạo Thiên, nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có sự lĩnh hội như những gì anh đã nói thì nên hiểu ra ẩn ý của câu nói này. Nếu không, Tiêu Chính Văn chỉ đang nói dối, người nói dối trước mặt cụ ta nhất định phải chết. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Tiêu Chính Văn chắp tay nói với Hạo Thiên, ý của tiền bối là cao siêu như nước ư. Lòng Tiêu Chính Văn khẽ động. Nước thật sự rất mềm mại sao? Đáp án là không. Bất luận là núi cao hay nham thạch cũng đều không ngăn cản được thế tiến công của nước. Thế nhưng nước lại chẳng sắc nhọn, thoạt nhìn thì hài hòa, tuy nhiên lại kiên cố không gì phá vỡ nổi. Mà ý của những lời Hạo Thiên vừa nói ban nãy chính là lấy nước của ngũ hành, sức mạnh của nước là bất khả chiến bại. Lĩnh hội của cậu rất tốt, có hứng thú đến động thiên phủ của tôi chơi vài ngày không? Trong mắt của Hạo Thiên mang theo mấy phần tán thưởng. Lời này vừa thốt ra, ông Triệu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạo Thiên. Ngay cả suy nghĩ trong đầu Tiêu Long cũng khẽ lay động, vội vàng quay sang ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiêu Chính Văn. Hạo Thiên trước nay chưa từng mời bất cứ ai tới chỗ cụ ta. Đây là đang rất nể mặt Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn bắt buộc phải nhận lời mời này. Chương 2205. Mà thực lực của Hạo Thiên quả thực đã đạt tới cảnh giới nhân vương, có thể nhận được lời chỉ bảo của nhân vương, đối với Tiêu Chính Văn mà nói thì có lợi ích rất lớn. Tôi muốn dẫn ông ta đi chung có được không? Tiêu Chính Văn chỉ vào Độ Thiên chân nhân đang đứng cách đó không xa. Mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Long không ngừng túa ra, Tiêu Chính Văn đúng là lòng tham không đáy, lại còn dám ra điều kiện với Hạo Thiên. Hạo Thiên không khỏi ngửa mặt cười lớn. Khẽ gật đầu nói, cậu là người đầu tiên dám ra điều kiện với tôi. Được, tiền bối, ông Triệu không cam tâm gào lên một tiếng với Hạo Thiên, thế nhưng đáp lại cụ ta chỉ là một cái tát rất mạnh. Trở về đóng cửa tự kiểm điểm, còn gây rắc rối, giết. Ông Triệu ăn một tát sắp lõm cả nửa mặt, cả người cũng bị đánh bay ra xa, năm đầu ngón tay hẳn rõ trên gương mặt già nua. Cụ ta căm hận, dựa vào đâu mà Tiêu Chính Văn lại được Hạo Thiên xem trọng. Dựa vào đâu mà Hạo Thiên lại làm khó cụ ta vì ân oán giữa cụ ta và Tiêu Chính Văn? Cụ ta cũng không phải người của phái Quang Minh, đường đường là Hoa Sơn lẽ nào còn phải chịu sự ức hiếp của phái Quang Minh hay sao? Thế nhưng những uất hận này, ngay cả một chữ cụ ta cũng không dám thốt nên lời. Đối với bất cứ ai, Hạo Thiên cũng đều nói được làm được, bây giờ mà phản kháng thì chỉ có đường chết. Tiêu Chính Văn, cậu nhớ đấy cho tôi. Ông Triệu nghiến răng kêu ken két. Nhưng chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn và Độ Thiên chân nhân đi cùng Hạo Thiên. Ông Triệu, còn không biết hối cải à? Tiêu Long liếc mắt quan sát ông Triệu. Phì, ông Triệu vùng vẫy đứng dậy, ánh mắt ác độc trợn trừng nhìn Tiêu Long, lạnh lùng nói, tôi với Tiêu Chính Văn quyết không đội trời chung. Còn cả ông nữa, ngày nào tôi xuống núi thì đó cũng là lúc mấy người phải chết. Cứ đợi đi, dứt lời, ông Triệu lết cơ thể đã bị trọng thương. Bước nhanh xuống núi dưới sự dìu đỡ của mấy người ông Hứa và ông La. Sườn đông của động thiên phủ là thác nước, sườn tây là một con sông nhỏ, nước sông rất hiền hòa, trong lòng sông còn có cả đầm nước. Hang động được xây dựng trên một sườn dốc cao 100 mét, xung quanh non xanh nước biếc, cảnh vật lay động lòng người, ngay cả hít thở một hơi cũng có cảm giác mang theo hương thơm thoang thoảng và dư vị ngọt ngào. Tiền bối, nơi này quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh. Tiêu Chính Văn chân thành nói. Cậu xem ngọn núi kia có còn là núi không? Hạo Thiên chỉ tay vào một dãy núi phía xa. Là núi, thế nhưng cũng không phải núi. Tiêu Chính Văn điềm nhiên đáp lời. Chương 2206. Nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước mà chẳng phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Đây là một câu trong ngôn ngữ thiền vô cùng sâu sắc, thế nhưng sau sự chỉ bảo ban nãy của Hạo Thiên, Tiêu Chính Văn đã hiểu ra ẩn ý bên trong. Cái gọi là núi và nước chẳng qua chỉ là một loại biến hóa của trời đất, thế gian chẳng có nơi đâu không phải đạo, thế nhưng đạo không phải tất cả của nhân gian. Thứ có thể so sánh với đạo chính là nguyên tử có thể cấu thành bất cứ hình thái nào, cũng có thể biến thành bất cứ vật chất nào, một khi nó có hình thái và tính chất thì nó không còn là nguyên tử nữa. Mà bản thân nó vẫn do nguyên tử cấu thành.
Hạo Thiên rất tán thưởng với sự lĩnh hội của Tiêu Chính Văn, không ngừng gật đầu. Sau đó, cụ ta chỉ tay vào một hang đá sau núi, nói với Độ Thiên Chân Nhân, tất cả kiếm cảnh mà tôi lĩnh hội được đều được viết trong đó, ông đi xem thử đi. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân kính cẩn cảm ơn thì đi về phía hang đá. Tiền bối, ban nãy ông nói, ngàn năm loạn lạc, ba sao sắp xuất hiện là có ý gì, vãn bối bạo gan thắc mắc. Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu hỏi Hạo Thiên. Cậu biết di tích Long tộc chứ? Đó mới là ngọn nguồn của loạn lạc nhân gian. Hạo Thiên điềm nhiên nói. Di tích Long tộc, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, bởi vì di tích Long tộc nên mới xuất hiện thời buổi loạn lạc ư. Vãn bối không hiểu lắm. Tiêu Chính Văn nhíu mày đăm chiêu. Ai có được di tích Long tộc thì có thể trường sinh bất lão, có thể tung hoành thiên thu, vô địch thiên hạ, nhưng thế gian này thật sự có thể trường sinh sao? Có thể có, cũng có thể không. Tuy nhiên sẽ không tồn tại người nào là vô địch thiên hạ, từ thời thiên cổ rất nhiều người đều học bí thuật trận pháp, nhưng cứ ngàn năm trôi qua đều sẽ có một lần đại nạn, giữa những người học bí thuật này sẽ có một trận đổ máu lớn. Hạo Thiên đứng dậy nói, ba sao là chỉ sát, phá, lang. Thất sát, phá quân, tham lang. Tuy nhiên vẫn còn một ngôi sao chủ nữa, vào lúc ba sao này thuộc về ngôi sao chủ thì đại loạn sẽ bắt đầu. Sát phá lang. Đây là một tinh tú được đặt tên từ thời thượng cổ, hình dây cung, do sao thất sát, phá quân, tham lang cấu thành, mà ba vì sao này vừa hay hình thành một cánh cung mở rộng, ngụ ý tiêu sát. Vậy nên, những người giống như chúng ta, muốn trốn tránh đại nạn lần này thì phải ít giao du với bên ngoài, cố gắng đừng nhúng tay vào cục diện loạn lạc của nhân gian, nhân vật được gọi là con cưng của trời cũng sẽ xuất hiện sau đại loạn. Những lời này vô cùng sâu sắc. Tiêu Chính Văn trầm tư hồi lâu mới hiểu ra ẩn ý bên trong. Thời buổi loạn lạc trước kia chỉ xuất hiện vì ba sao. Mà sau khi ba sao xuất hiện, di tích Long tộc cũng sẽ xuất hiện theo, đây mới là lúc muôn người đấu đá, đại loạn bắt đầu. Hạo Thiên cũng vì không muốn can dự vào trong cục diện loạn lạc này, trở thành vật hy sinh sau cùng nên mới ở ẩn như vậy. Chương 2207. Tiền bối nhìn xa trông rộng, vãn bối xin bái phục. Tiêu Chính Văn không chút nịnh bợ. Hạo Thiên có thể phớt lờ sức hấp dẫn của năm trái tim rồng, không tham gia tranh đoạt, sự cao cả trong tâm tính tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể so bì nổi. Khiến bất cứ ai chủ động từ bỏ tranh đoạt năm trái tim rồng, từ bỏ việc tìm kiếm di tích Long tộc khó như lên trời, dù chỉ là một kẻ bình thường thì có ai là không muốn có được vật quý giá nhất thế gian này cơ chứ? Giống như mấy người Quang Minh Tôn, Vũ Thiên Tôn, nằm mơ cũng muốn có được năm trái tim rồng, lúc nào cũng muốn trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Không dám, tôi chỉ là một thành viên có thực lực không tệ của phái Quang Minh mà thôi. Cái tên sáng thế chủ cũng là vì muốn đánh lạc hướng người đời. Cậu cho rằng trong phái Quang Minh chỉ có mấy người chúng tôi thôi sao? Phái Quang Minh lưu truyền mấy nghìn năm, theo tôi được biết, số cường giả vẫn còn trên đời và có thực lực ngang hàng với tôi ít nhất có hơn 30 người, bọn họ đi đâu cả rồi? Tại sao lại không xuất hiện? Hạo Thiên điềm nhiên nói. Vẫn còn hơn 30 người ư? Tiêu Chính Văn thầm kinh ngạc, cũng có thể nói, vẫn còn những người lợi hại hơn cả Hạo Thiên sao? Bọn họ cũng đang chờ đợi, đợi di tích Long tộc xuất hiện, vậy nên mỗi một người muốn có được kho báu di tích Long tộc, tới cuối cùng ngược lại sẽ mất mạng vì lòng tham, đây chính là thế sự luân hồi. Hạo Thiên nhìn về phía xa bằng ánh mắt bình thản. Hờ hững nói, thật ra không phải Hạo Thiên không tranh giành, mà là đang tích góp thực lực, Tiêu Chính Văn cũng có thể nhìn ra đôi chút dã tâm từ trong ánh mắt của cụ ta. Mỗi một chuyện cụ ta làm đều để phục vụ cho lợi ích sau cùng. Bao gồm cả việc kết giao với Tiêu Chính Văn cũng là để mở rộng thế lực của mình. Một nhân vật nhỏ bé không có sư môn như Tiêu Chính Văn, đứng trên lập trường của anh, chỉ cần giúp đỡ Tiêu Chính Văn, khiến anh thấy cảm kích trong lòng là đủ rồi. Vậy nên, Hạo Thiên mới có đãi ngộ đặc biệt với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa còn chia sẻ với Tiêu Chính Văn những điều tâm đắc của bản thân, nâng cao tâm tính của Tiêu Chính Văn, tăng cường thực lực của Tiêu Chính Văn, tới một ngày nào đó, có lẽ anh cũng sẽ là cánh tay đắc lực làm việc cho cụ ta. Hạo Thiên tự nhận, cụ ta không phải là ba sao, không phải phá quân, không phải thất sát, càng chẳng thể là tham lang. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì khác. Sự lĩnh hội của anh rất giống với thất sát. Nếu như phán đoán của cụ ta ứng nghiệm,
vậy thì kho báu trong di tích Long tộc không phải đã nằm một nửa trong tay rồi hay sao? Thiên tinh cửu diệu thật ra là thập diệu, cậu có thể lĩnh hội ra 9 sao nhưng lại không biết ngụ ý thực sự của nó. Hạo Thiên nói, sau đó giảng giải toàn bộ bí mật của thiên tinh cửu diệu. Hóa ra thiên tinh cửu diệu mà ông Triệu lĩnh hội được có thiếu sót rất lớn, đây là do năng lực của cụ ta quá kém, căn bản không thể lĩnh hội được đến mức đó. Chương 2208. Mà Tiêu Chính Văn rõ ràng có khác biệt rất lớn với cụ ta, chỉ nghe Hạo Thiên giảng giải một lần, anh đã có nhận thức hoàn toàn mới về thiên tinh cửu diệu. Cái gọi là thiên tinh thực ra chính là điều động từ trường chứa đựng trong thế giới tự nhiên, giống như việc sao trời đang tác động đến thủy triều trên trái đất bất kể lúc nào. Theo năm năm tháng, loại sức mạnh này càng trực tiếp, hơn nữa uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với việc trực tiếp điều động từ trường ở bên ngoài mấy trăm triệu năm ánh sáng. Bởi vì vị trí trận pháp khác nhau, lại có thể thực hiện mấy chục loại biến hóa, trong mấy chục loại biến hóa lại bao gồm hàng nghìn loại biến hóa khác nhau. Thế nhưng khởi nguồn của tất cả lại là tâm tính, là năng lực. Tâm tính và năng lực chưa đạt, dù có nghe những thứ này thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai, căn bản không thể hiểu nổi, càng không có cách gì vận dụng. Vậy nên, ông Triệu lãng phí một đời cũng chỉ lý giải tới cấp độ vô cùng hạn hẹp. Theo những gì Hạo Thiên nói, Tiêu Chính Văn lại dùng thiên tinh cửu diệu, chỉ một mũi giáo đâm ra đã khiến cho một ngọn núi nhỏ ở cách mấy trăm mét phía trước rung chuyển. Cùng với một tiếng vang rất lớn, một ngọn núi cao hơn 20 mét bị chấn động tới mức đổ sụp chỉ trong nháy mắt. Bản thân Tiêu Chính Văn cũng hơi kinh ngạc nhìn thanh giáo dài liệt long trong tay, bởi vì thanh giáo này chỉ là một đòn đánh rất tùy ý, Tiêu Chính Văn thậm chí căn bản không dùng lực. Loại uy lực này vượt xa so với nhận biết trước đó của anh. Rất kinh ngạc sao? Hạo Thiên điềm nhiên cười nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đâu chỉ là kinh ngạc. Rõ ràng kinh ngạc tới mức sốc luôn. Đây chính là sức mạnh thực sự, thật ra loại sức mạnh này vẫn luôn ở trong các ngóc ngách trên thế giới, chỉ là người bình thường không thể nhận thức được sự tồn tại của nó. Cái gọi là trận pháp chẳng cần phải quá cao siêu, mà là khi vận dụng sức mạnh tự nhiên, cơ thể con người cũng là một phần của tự nhiên. Hạo Thiên bình thản nói, núi không là núi, nước không là nước, tất cả đều là tự nhiên. Đây mới là nòng cốt của trận pháp. Mà tự nhiên chính là chỉ từ trường ẩn chứa bên trong vạn vật. Cảm ơn sự chỉ bảo của tiền bối. Tiêu Chính Văn chắp tay nói với Hạo Thiên. Hạo Thiên khẽ gật đầu, cậu vẫn còn trẻ tuổi, nhưng thật không ngờ cậu lại có thành tựu lớn trên phương diện trận pháp, quả thực hiếm có. Đây là điểm mà Hạo Thiên thích nhất ở Tiêu Chính Văn. Ở độ tuổi của cụ ta, người bình thường muốn có thành tựu cao như vậy thì cực kỳ khó. Dù là bản thân Hạo Thiên, mặc dù tinh thông đủ các loại trận pháp trên thế gian, ngay cả bí trận thiên tinh cửu diệu của Hoa Sơn cũng rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng bảo cụ ta đạt đến trình độ như Tiêu Chính Văn khi mới ở độ tuổi như anh thì thật sự sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi, Tiêu Chính Văn điềm nhiên đáp lời. Chương 2209. Lúc này, bên trong hang động phía sau núi truyền tới từng tiếng sấm rền vang. Những tiếng sấm rền vang lên không ngừng bên trong hang núi, vô số đám mây đen kịt bao phủ khắp cả động thiên phủ. Ôi, lĩnh hội cả đời này của tôi e là đều mất hết rồi. Hạo Thiên bình thản nói. Từ tiếng sấm trong núi, Hạo Thiên có thể đại khái phán đoán ra được, Độ Thiên chân nhân đã điều động kiếm cảnh, xóa bỏ hết mọi văn tự trên vách đá. Thế nhưng đối với loại người như Hạo Thiên mà nói, những lĩnh hội trong quá khứ chỉ là những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi. Sau khi tiếng sấm kinh thiên cuối cùng vang lên, trong núi lập tức thổi bùng gió lớn, mưa như chút nước. Vô số hạt nước mưa tập trung lại một chỗ, khiến cho hồ nước phía trước động thiên phủ chảy xiết hơn nhiều. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó khẽ chỉ ngón tay ra, khi một tia sáng trắng lóe lên, mây đen khắp trời lập tức tản đi, mưa lớn cũng ngừng lại ngay sau đó. Tiêu Chính Văn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh ngạc. Trước đây anh cho rằng khoảng cách giữa mình và Hạo Thiên chẳng qua chỉ là tâm tính mà thôi. Thế nhưng hành động dùng một ngón tay để xua mây ngừng mưa này của Hạo Thiên thật sự khiến cho Tiêu Chính Văn có cảm giác không theo kịp. Hạo Thiên cũng đang cố ý thể hiện điểm khác biệt giữa bản thân và mọi người, ngoài ra trong ánh mắt còn mang theo vẻ cao ngạo khinh thường chúng sinh. Nếu như muốn thu phục Tiêu Chính Văn, đầu tiên phải khiến anh ngưỡng mộ.
chỉ có như vậy mới có thể khiến Tiêu Chính Văn trở thành một quân cờ trong tay mình. Thật ra bất cứ ai cũng có thể làm được, cũng chẳng cao thâm gì, nghĩ cho thật kỹ, ban nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Hạo Thiên chỉ lên bầu trời. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thế nhưng dù Tiêu Chính Văn hiểu rõ nguyên lý và bí ẩn bên trong, năng lực khống chế từ trường cũng vẫn còn thua xa so với cảnh giới của Hạo Thiên. Tiền bối quả nhiên kiến thức uyên thâm, vãn bối tự thấy xấu hổ vì thua kém. Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Ừ, thật ra nhà họ Tiêu của cậu có một báu vật cực kỳ quý giá. Hạo Thiên bình tĩnh nói. Tiền bối đang nói tới Thiên Sơn Thư Lục à? Trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ cảnh giác. Không sai, Thiên Sơn Thư Lục chính là một báu vật của thế gian, có điều, cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với Thiên Sơn Thư Lục, chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết, nghiêm túc nghiên cứu có lẽ sẽ mang tới lợi ích rất lớn cho cậu về sau. Hạo Thiên bình tĩnh nói. Mãi tới mấy ngày sau, Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân mới chào tạm biệt Hạo Thiên. Hạo Thiên chỉ tiễn Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân ra khỏi Động Thiên Phủ, sau đó biến mất vào trong dãy núi chập trùng. Đợi Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân quay đầu lại nhìn thì sau lưng ngoài dãy núi sâu hun hút ra đã chẳng còn bóng người nào nữa. Hạo Thiên này không hề đơn giản, Độ Thiên Chân Nhân bình thản nói. Tiêu Chính Văn không khỏi bật cười, sao thế, có được kiếm cảnh của ông ta thì thực lực của ông cũng được nâng cao lên rồi chứ. Độ Thiên Chân Nhân khẽ gật đầu, cụ ấy không ngờ sau khi bản thân xem kiếm cảnh của Hạo Thiên lại đột phá được mức cuối cùng, một bước nhảy vọt lên cảnh giới thiên thần. Vừa nói tới đây, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên. Thấy là số điện thoại lạ gọi tới, Tiêu Chính Văn lưỡng lự một lúc mới bắt máy. Cậu Tiêu, cứu mạng, thằng cháu ngổ ngáo của tôi gây ra họa lớn rồi, xin cậu Tiêu cứu lấy nhà họ Lãnh. Trong điện thoại vang lên giọng nói gấp gáp của Lãnh Kế Hồng. Chương 2210. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày khi nghe thấy vậy. Bây giờ nhà họ Lãnh ở Giang Trung phải nói là cực kỳ hưng thịnh, còn ai dám ra tay với nhà họ Lãnh nữa chứ? Vì vậy anh nói một cách nghi hoặc, xếp Lãnh, nhà họ Lãnh ở Giang Trung đã không còn ai có thể sánh kịp, ai lại có thể uy hiếp nhà họ Lãnh các ông? Cậu Tiêu, là người của Thiên Sơn. Giọng Lãnh Kế Hồng run rẩy nói. Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Nhà họ Lãnh đều là người bình thường. Dù Thiên Sơn muốn gây phiền phức cũng sẽ không tìm đến nhà họ Lãnh. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ về Giang Trung ngay. Nói xong, anh quay đầu ngoắc tay với Độ Thiên Chân Nhân, hai người vội cùng nhau lên đường đến Giang Trung. Lẽ ra, Tiêu Chính Văn có ý định đến Long Kinh trước để gặp Thiên Tử. Nhưng việc trước mắt không thể thấy chết mà không cứu, nên mới tạm thời thay đổi ý định mà trở về Giang Trung. Sau trận chiến của Tiêu Chính Văn và Hoa Sơn, Khương Vi Nhan sớm đã được đám người Long Nguyệt đón về Giang Trung. Mặc dù Long Kinh là một nơi tốt, nhưng vào giờ phút này cũng đang có những mối hỗn loạn tiềm ẩn, nên việc ở lại Long Kinh tuyệt đối không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Khương Vi Nhan đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến khó khăn giữa Tiêu Chính Văn và 11 lão già Hoa Sơn qua chương trình phát sóng của các phương tiện truyền thông trên TV, mới biết được dụng ý tốt của anh. Nếu như tình hình đã lắng xuống, Khương Vi Nhan đương nhiên vẫn muốn trở về Giang Trung, dù sao đứa con nhỏ cũng chỉ mới 4 tháng tuổi, ở Long Kinh thật sự không tiện. Khi Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân quay trở lại dinh thự, Long Nguyệt và Long Ngao đang canh giữ dinh thự cùng với một đội cao thủ của Điện Thần Long. Điện chủ, anh về rồi. Vẻ mặt Long Ngao đầy hớn hở nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đồng thời nhìn Long Ngao và Long Nguyệt đánh giá một lượt. Sự tiến bộ của hai người họ có thể nói là lớn nhất trong ba Long Tôn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp, Long Nguyệt lúc này đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao, Long Ngao cũng đã đột phá được cấp độ của cảnh giới Thiên Vương 4 sao. Chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới Thiên Thần, tốc độ tiến bộ của hai người khiến tôi kinh ngạc đấy. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. He he, cũng nhờ được anh chỉ dạy tận tình thôi. Nếu không phải do có lời giải thích trong quyển trận pháp mà anh đưa cho, thì có lẽ cả đời này chúng tôi cũng chỉ ở mức cảnh giới Thiên Vương. Những gì Long Ngao nói đều là những suy nghĩ trong lòng, thực lực mạnh nhất của cảnh giới Thiên Vương là sự lãnh ngộ ban đầu về trận pháp, từ đó kiểm soát từ trường trong giới tự nhiên, rồi vận dụng từ trường sẽ có thể đạt đến cảnh giới điều khiển mọi vật. Chương 2211.
Nếu không có sự nhắc nhở của Tiêu Chính Văn, thì đám người Long Ngao đến bây giờ vẫn cho rằng đó là do cách thao túng. Ừ, có tiến bộ thì tốt, tình thế sắp thay đổi, hai người càng mạnh thì Hoa Quốc sẽ càng mạnh. Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Có một số lượng lớn cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về, sắp tới lại có thêm nhiều trận hỗn chiến, vai trò của quân đội sẽ càng trở nên nhỏ bé. Dù đối phương chỉ cử ra một cường giả thiên thần một sao đến, thì cho dù có mấy chục ngàn đội quân cũng không ngăn cản nổi. Mấy người Long Nhất sao rồi? Tiêu Chính Văn quay đầu hỏi. Tiến bộ rất lớn, có người đã đạt tới cảnh giới thiên vương, chỉ có điều cảnh giới không cao lắm, nhưng nhìn chung mà nói thì bọn họ ít nhất đã là cường giả cảnh giới thiên vương, việc canh giữ biên giới phía bắc của Hoa Quốc chắc cũng không thành vấn đề. Long Ngao trầm giọng đáp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, liếc nhìn quán trà trên lầu, bĩu môi nói, Lãnh Kế Hồng ở trên đó à? Đúng vậy, vợ anh đang tiếp đãi ông ta, nghe nói gần đây nhà họ Lãnh đang tổ chức chuyện vui, nhưng tiệc vui này hình như gặp chút rắc rối. Long Ngao vừa nói, vừa đi theo Tiêu Chính Văn lên tầng 2. Khi lên đến quán trà trên tầng 2, Lãnh Kế Hồng đang ngồi đó than thở với Khương Vi Nhan với vẻ mặt ủ rũ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Lãnh Kế Hồng vội đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, cuối cùng cậu đã về, gặp được cậu trong lòng tôi cũng bớt lo lắng hơn rồi. Vừa nói, Lãnh Kế Hồng vừa tiến lên một bước, nắm tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lãnh Kế Hồng, bước đến sofa ngồi xuống, cau mày nói, xếp Lãnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Kế Hồng liếc nhìn Khương Vi Nhan, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Chuyện này cũng được xem là chuyện nhà của nhà họ Lãnh, không hề liên quan gì đến Tiêu Chính Văn, nên Lãnh Kế Hồng thực sự không dám mở miệng nói với anh. Chuyện là như này, xếp Lãnh có một đứa cháu, tên là Lãnh Hàn Vũ mới vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, khoảng thời gian gần đây, gia đình hai bên đều có chuẩn bị sính lễ, nhưng vào ba ngày trước, có một người tên là Lưu Thế Vĩ đột nhiên gọi đến. Nói vị hôn thê Đỗ Tiểu Linh của Lãnh Hàn Vũ là bạn gái của Lưu Tiểu Phong con trai ông ta, còn bắt nhà họ Lãnh phải hủy bỏ hôn ước với nhà họ Đỗ. Mới đầu, xếp Lãnh cũng không để tâm đến chuyện này, nghĩ rằng đối phương chỉ là kiếm cớ gây sự, nhưng chiều hôm qua, lại có người của Thiên Sơn đến và thông báo với nhà họ Lãnh, nếu như tổ chức đám cưới đúng hạn thì sẽ giết cả nhà họ Lãnh. Khương Vi Nhan nói xong, cũng rất đồng cảm liếc nhìn Lãnh Kế Hồng. Thật ra hôm qua Khương Vi Nhan đã gặp Đỗ Tiểu Linh, hơn nữa còn hỏi kỹ về mối quan hệ giữa cô ấy và Lãnh Hàn Vũ rốt cuộc là gì. Trước mặt Khương Vi Nhan, Đỗ Tiểu Linh nói cô ấy chỉ gả cho Lãnh Hàn Vũ mà thôi. Tên Lưu Tiểu Phong vẫn luôn quấy rầy cô ấy từ lúc vào đại học. Trước kia nhà họ Lưu vốn không dám dây vào nhà họ Lãnh nhưng bây giờ thì khác, nhà họ Lưu đã có cây cổ thụ Hoa Sơn chống lưng. Chương 2212. Hơn nữa, nhà họ Lưu còn tuyên bố rằng nhà họ Lãnh ỷ thế hiếp người, ép Đỗ Tiểu Linh phải gả cho Lãnh Hàn Vũ. Lãnh Kế Hồng còn thề trước mặt Khương Vi Nhan, nhà họ Lãnh chưa từng can thiệp vào chuyện này. Dù sao trong khoảng thời gian này, nhà họ Lãnh vẫn luôn bận rộn giúp tập đoàn Vi Nhan tổng hợp lại ngành y dược, làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái của mấy thanh niên trẻ. Nghe Khương Vi Nhan nói vậy, Tiêu Chính Văn đã hiểu được nguyên nhân và hậu quả một cách rõ ràng. Anh khẽ gật đầu nói, nếu như những lời ông nói là thật, chuyện đám cưới có thể tiến hành như thường, đến lúc đó tôi sẽ đích thân tới dự. Nghe Tiêu Chính Văn nói sẽ đi dự đám cưới, Lãnh Kế Hồng vừa mừng vừa lo nói, cậu Tiêu, cậu nói thật chứ? Vậy cảm ơn cậu nhiều. Lãnh Kế Hồng tôi có bản lĩnh gì mà có thể mời được cậu Tiêu đích thân đến chứ? Lãnh Kế Hồng kích động đến nỗi không biết nên nói thế nào cho phải. Khương Vi Nhan mỉm cười nói, xếp Lãnh, không cần phải khách sáo như vậy, khoảng thời gian này, tập đoàn Vi Nhan còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông mới có thể hoạt động bình thường. Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi đi dự đám cưới cũng là một niềm vui. Lãnh Kế Hồng gật đầu nói, được, tôi nhất định sẽ bảo người đưa thiệp mời đến, vậy tôi không làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ nữa. Nói xong, Lãnh Kế Hồng đứng dậy, cúi đầu chào Tiêu Chính Văn rồi mới rời đi. Mãi cho đến khi Lãnh Kế Hồng đi khuất, Long Nguyệt và Long Ngao mới khó hiểu hỏi, điện chủ, với thân phận của anh thì cần phải đi tham dự đám cưới của nhà họ Lãnh sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, Long Ngao, cậu không hiểu rồi, chuyện này không chỉ là chuyện riêng của nhà họ Lãnh mà là do thế cục sắp có sự thay đổi,
nếu các đại danh sơn và cả các võ tông khác đều lấy thế để ép người thì pháp luật trên thế giới không phải sẽ rối loạn sao? Nếu ở một quốc gia mà pháp luật không ra gì thì quốc gia đó sẽ không còn là quốc gia nữa. Uy tín của thiên tử để ở đâu? Vì vậy, đây không chỉ là việc của nhà họ Lãnh, mà còn là vấn đề lớn liên quan đến việc Hoa Quốc có thể ổn định hay không, cho nên chuyện nhỏ nhặt này chúng ta nhất định phải can thiệp, cho dù là không hề quen biết, chúng ta cũng phải gánh vác đạo nghĩa quốc pháp. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Long Ngao mới hiểu được dụng ý của anh. Long Nguyệt tiến lên một bước nói, Long Vương, vậy chúng tôi có cần giám sát nhất cử nhất động của Thiên Sơn không? Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Giám sát Thiên Sơn chả có ý nghĩa gì. Thật ra Thiên Sơn dám làm chuyện này, đơn giản bởi vì bọn họ cũng nhận được tin các cường giả ngoài lãnh thổ sẽ trở về, Hoa Quốc sẽ có sự thay đổi lớn. Vì vậy, mới nhúng tay vào chuyện của thế tục trước thôi. Chồng à, còn có một chuyện quan trọng nữa cần anh quyết định. Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chính Văn. Chương 2213. Nhà họ Lãnh sớm đã trở thành gia tộc số 1 ở Giang Trung. Vì vậy, khi nhận được lời mời của Lãnh Kế Hồng, hầu như tất cả những nhân vật có mặt mũi ở Giang Trung đều nhanh chóng đến tham dự đám cưới. Đây không phải là nể mặt nhà họ Lãnh, mà bọn họ đều biết gần đây nhà họ Lãnh đã đi theo Tiêu Chính Văn. Thông qua buổi truyền hình trực tiếp mấy ngày trước, mọi người đều đã biết Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết, hơn nữa, sau khi đánh bại cao thủ Hoa Sơn, bọn họ càng kính nể Tiêu Chính Văn nhiều hơn. Lúc này, chú rể ngày hôm nay là Lãnh Hàn Vũ đang ngồi bên cạnh xem cô dâu trang điểm. Bản thân Đồ Tiểu Linh vốn đã rất xinh đẹp, giờ trang điểm lên lại càng thêm phần quyến rũ. Mặc dù nhà họ Đỗ không có sức ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng có thể coi là một gia đình khá giả, làm ăn buôn bán nhỏ, có điều, nhà họ Lãnh không hề quan tâm đến những điều này. Đối với nhà họ Lãnh bây giờ, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Còn về sức ảnh hưởng, trong cả Hoa Quốc này, sức ảnh hưởng của ai có thể so sánh với Tiêu Chính Văn chứ? Nhà họ Lãnh có mối quan hệ thân thiết với Tiêu Chính Văn đã là điều được nhiều người biết đến. Để thể hiện thành ý của nhà họ Lãnh, Lãnh Kế Hồng thậm chí còn bao cả một khách sạn cao cấp nhất ở thành phố Giang Trung. Đặc biệt còn nhờ mối quan hệ, bao cả công viên Giang Tâm ngay trên sông Trường Giang để tổ chức đám cưới cho cặp đôi. Trước sự hào phóng của nhà họ Lãnh, những doanh nhân giàu có ở Giang Trung đều cảm thấy khâm phục. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhà họ Lãnh đã trở thành sự tồn tại mà bọn họ khó có thể với tới. Tất cả những điều này đều là do quyết định đúng đắn của Lãnh Kế Hồng lúc đầu. Nhất thời, toàn hộ Giang Trung đều bàn tán chuyện này. Ngoài ra, đài truyền hình Giang Trung còn đích thân đến để phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, trong một ngôi biệt thự cổ ở khu trung tâm thành phố Giang Trung, một người đàn ông trẻ mập mạp xấu xí, đeo cặp kính dày cộp, căng thẳng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Xung quanh người đàn ông trung niên còn có một đám người đang quỳ, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Lưu Tiểu Phong, cậu nói hôm nay, nhà họ Lãnh tổ chức đám cưới sao? Người đàn ông trung niên quay lại nhìn tên béo kia. Lão ta là Trương Hồng Học, viện phó của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn, cũng là sư phụ của Lưu Thế Vĩ bố Lưu Tiểu Phong. Đồng thời còn có quan hệ huyết thống với nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Chỉ là trong vòng mấy trăm năm nay, nhánh gia tộc của bọn họ đã suy tàn, cho nên quan hệ với nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Vì vậy, lúc này mới bị Thiên Sơn cử tới giới thế tục chiến đấu trước. Chương 2214. Nhân cơ hội trước khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ quay lại, cố gắng lôi kéo một số tập đoàn tài chính trong giới thế tục, để giúp đỡ cho Thiên Sơn. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất kích động ngẩng đầu, nhìn Trương Hồng Học, gật đầu lia lịa nói, sư phụ, chính là Đỗ Tiểu Linh kia. Nhà họ Lãnh quả thực là ỷ thế ức hiếp người khác, bọn họ cướp bạn gái của con trai con đi rồi. Nếu không phải con đã gia nhập môn phái của sư phụ thì nhà họ Lưu chỉ có thể nuốt mối hận này thôi. Thực ra ban đầu nhà họ Lưu chỉ là một doanh nhân nhỏ. Nhưng một tháng trước, phó viện trưởng của Học viện Kiếm thuật ở Thiên Sơn đột nhiên tìm đến nhà họ Lưu, còn nói tổ tiên của nhà bọn họ cũng từng là hậu duệ của Thiên Sơn. Chỉ là sau vài cuộc chiến, bọn họ đã mất liên lạc với Thiên Sơn. Bây giờ Thiên Sơn đặc biệt cử người đi tìm người nhà họ Lưu, bảo bọn họ quay về Thiên Sơn môn. Mặc dù nhà họ Lưu không biết Thiên Sơn lợi hại đến mức nào,
nhưng những tin đồn gần đây không ít lần xuất hiện cái tên Đại Danh Sơn, mà Thiên Sơn lại là danh sơn đứng đầu trong năm Đại Danh Sơn. Chuyện này khiến nhà họ Lưu kích động đến nỗi cả đêm không chợp nổi mắt. Suy cho cùng, nhà họ Lưu đã không còn nhân vật nào lớn mấy đời nay. Ngay cả ở thế hệ bọn họ cũng đều là cũng người bình thường, mở một công ty nhỏ với số vốn vài triệu tệ. Nhưng không ngờ đột nhiên lại được chọn để gia nhập Thiên Sơn, điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc chim chích chòe một bước thành Phượng Hoàng sao. Mặc dù người dân bình thường vẫn chưa biết về sự trở lại của cường giả vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chỉ cần có quan hệ với Võ Tông thì đồng nghĩa với việc cao hơn người khác một bậc. Đặc biệt là người trong Thiên Sơn Môn, một trong năm Đại Danh Sơn thì phải oai phong cỡ nào đây? Hơn nữa, sau khi gia nhập Thiên Sơn, nếu nhà họ Lưu xuất hiện một kỳ tài nào đó thì còn có thể làm rạng danh tổ tiên. Con nói thật sao? Trương Hồng Học lạnh lùng hỏi. Hai, sư phụ, con nào dám nói dối nửa câu? Hơn nữa, thằng ngốc này còn tiêu hết tiền trong nhà để theo đuổi Đỗ Tiểu Linh, bây giờ chuyện quay vòng vốn công ty của nhà họ Lưu cũng trở thành vấn đề lớn rồi. Mà Đỗ Tiểu Linh kia cũng có ấn tượng tốt với Tiểu Phong, hơn nữa, hai người còn là bạn học cấp 3, lên đại học cũng thường ăn cơm trưa cùng nhau. Mỗi cuối tuần còn thường cùng nhau đi dạo phố mua sắm. Thế nhưng từ lúc cậu chủ nhà họ Lãnh là Lãnh Hàn Vũ để ý tới Tiểu Linh, cậu ta đã dùng tiền bạc lừa Tiểu Linh đi mất. Sư phụ, có lẽ sư phụ không biết, nhà họ Lãnh kia có gia thế khủng, tiền bạc như núi. Tiểu Phong nhà con vì muốn giành lại Tiểu Linh nên đã cầm cố cả chiếc xe mà con mới mua cho nó. Nhưng nguồn tài lực của nhà con chỉ là cọng lông so với nhà họ Lãnh. Vì vậy bây giờ con mới lâm vào cảnh trắng tay cả người lẫn tiền. Xin sư phụ hãy làm chủ cho nhà con. Lưu Thế Vĩ vừa nói vừa khấu đầu vài lần. Chương 2215. Nếu là trước đây, Lưu Thế Vĩ sẽ không dám nói năng bừa bãi như vậy. Dù sao thì nhà họ Lưu cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, không thể so sánh với nhà họ Lãnh được. Nhưng từ sau khi có sự hậu thuẫn của Thiên Sơn, Lưu Thế Vĩ ngày càng lộng hành hơn. Thấy Trương Hồng Học im lặng, Lưu Thế Vĩ vội vàng nói thêm, sư phụ, có lẽ sư phụ không biết, thực ra Đỗ Tiểu Linh đến bây giờ vẫn không từ bỏ Tiểu Phong nhà con, tối hôm qua còn gửi tin nhắn cho Tiểu Phong. Theo con thấy, chắc chắn nhà họ Lãnh đã gây áp lực gì đó cho nhà họ Đỗ. Cho nên mới ép Tiểu Linh đồng ý cuộc hôn nhân này. Trương Hồng Học liếc mắt nhìn Lưu Thế Vĩ, dù sao lão cũng là viện phó của Học viện Kiếm thuật ở Thiên Sơn, có hiểu biết phong phú. Chỉ vài câu nói của Lưu Thế Vĩ mà có thể che mắt lão sao? Nhất định là Lưu Tiểu Phong quấn lấy Đỗ Tiểu Linh, nhưng người ta lại không thèm để ý tới Lưu Tiểu Phong. Ngay cả một người đàn ông như Trương Hồng Học nhìn mặt mũi của Lưu Tiểu Phong còn không nuốt nổi cơm nữa chứ đừng nói đến đó là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại yêu hắn sao? Nhưng dù sao nhà họ Lưu cũng đã gia nhập Thiên Sơn Môn, hơn nữa đã nộp 500.000 tệ tiền cống hiến, nên lão ta chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nói cách khác, nhà họ Lãnh cậy có quyền có thế, cướp mất vợ chưa cưới của con trai con, phải không? Trương Hồng Học lạnh lùng hỏi. Theo lão ta thấy, đúng sai phải trái không quan trọng, quan trọng là danh tiếng của Thiên Sơn không thể bị bôi nhọ được. Bất kể chuyện này có đúng như lời Lưu Thế Vĩ nói hay không thì cô gái tên Đỗ Tiểu Linh kia cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với người của Thiên Sơn. Đừng nói nhà họ Đỗ chỉ là một gia đình bình thường, cho dù Đỗ Tiểu Linh là người nổi tiếng trên mạng thì cũng phải nể mặt Thiên Sơn. Hơn nữa, những chuyện như thế này vốn không cần theo lẽ phải. Với tư cách là phó viện trưởng Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn, lão ta đích thân đi cướp cô gái kia về Thiên Sơn để gả cho Lưu Tiểu Phong thì có ai dám nói nửa chữ. Bây giờ giới chính trị cũng biết rõ, cường giả vùng ngoài lãnh thổ sắp trở lại, lúc đó sẽ là thiên hạ của Võ Tông, cướp một cô gái thường dân về thì có là gì chứ? Đúng vậy, Lãnh Hàn Vũ cậy quyền thế của nhà họ Lãnh, ức hiếp con trai con, xin sư phụ hãy làm chủ. Lưu Thế Vĩ lại khấu đầu thêm vài cái, đau khổ nói. Được. Sư phụ nhất định sẽ làm chủ chuyện này. Một nhà họ Lãnh nhỏ bé mà cũng dám vô lễ với Thiên Sơn Môn chúng ta, đây chính là tội lớn diệt môn. Bây giờ, mọi người hãy theo sư phụ đến đám cưới để cướp người. Sư phụ muốn xem, nhà họ Lãnh kia còn có gì để nói. Trương Hồng Học nói xong liền vung tay, thanh kiếm dài trên bàn bay thẳng vào lòng bàn tay lão. Sư phụ nói thật sao? Chương 2216.
Lưu Thế Vĩ kích động ngẩng đầu lên nhìn Trương Hồng Học. Đặc biệt là Lưu Tiểu Phong vừa nghe thấy Trương Hồng Học muốn giúp hắn cướp người nên phấn khích đến nỗi hai chân run rẩy. Hắn nằm mơ cũng muốn ngửi mùi hương của Đỗ Tiểu Linh. Nhưng đáng tiếc là người ta không thèm để ý đến hắn, thậm chí trong 4 năm đại học, còn không thèm nói chuyện với hắn một câu. Bây giờ thì tốt rồi, hắn không chỉ có thể ngửi mùi hương mà còn có thể chiếm lấy Đỗ Tiểu Linh cho riêng mình. Vừa nghĩ đến đây, nước miếng của Lưu Tiểu Phong đã chảy dài. Đỗ Tiểu Linh, con đàn bà xấu xa, chẳng phải cô không yêu tôi sao? Hừ, lần này ông đây phải chơi cô ngay trước mặt Lãnh Hàn Vũ. Trong lòng Lưu Tiểu Phong thầm độc ác mắng chửi. Lúc này, tại quảng trường Giang Tâm, Lãnh Kế Hồng đang chào hỏi những kẻ quyền thế ở Giang Trung, ảnh cưới của đôi vợ chồng được treo trên hai chiếc trực thăng riêng. Nhìn hai vợ chồng mới cưới ôm nhau, Khương Vi Nhan cũng tận tay đưa quà chúc phúc của mình cho họ. Lãnh Kế Hồng không ngờ mình sẽ nhận được phong bì mừng cưới của Khương Vi Nhan, ông ta cười vui đến mức không thể ngậm được miệng. Phong bì mừng cưới của Khương Vi Nhan không quan trọng là nhiều hay ít tiền, dù chỉ là một xu thì cũng nặng hơn cả trăm triệu tệ. Điều này tượng trưng cho sự công nhận của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan với nhà họ Lãnh. Xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Người chủ trì buổi lễ vừa dứt lời, đôi nam nữ bước lên thảm đỏ và chậm chậm đi về phía quảng trường Giang Tâm. Tuy nhiên, ngay khi cặp đôi vừa đi qua cửa Đồng Tâm, vốn dĩ trời trong nắng ấm, đột nhiên chợt nổi gió lớn, bầu trời đang quang đãng, mây đen bỗng ùn ùn kéo đến. Hả, không thể nào, nửa tháng trước tôi đã tới hỏi cục khí tượng rồi. Hôm nay trời phải nắng ấm mới đúng chứ? Lãnh Kế Hồng không khỏi cau mày. Trời bỗng tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, cảm giác ngột ngạt đó khiến mọi người gần như không thở nổi. Không ít người bắt đầu chụng đầu vào nhau xì xào bàn tán. Lúc này, chỉ thấy một nhóm người từ đằng xa đi tới, mặc dù hôm nay có hàng nghìn người đến để tâng bốc, nhưng hầu như ai cũng có chút quen biết với nhà họ Lãnh. Hơn nữa, người đi đầu trong nhóm người kia rõ ràng là một người học võ. Giữa nhà họ Lãnh và võ tông trước giờ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, không thể mời những vị khách này tới được. Xin hỏi mấy người có mang theo giấy mời không ạ? Lãnh Hàn Băng nhanh chân bước tới đón, chào hỏi một cách rất lịch sự. Chương 2217. Cùng lúc đó, đám vệ sĩ của nhà họ Lãnh lần lượt đưa tay vào trong ngực, ánh mắt đổ dồn vào võ giả dẫn đầu. Rõ ràng chỉ cần nhóm người này có hành động gì thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Hôm nay là tiệc cưới của cậu hai nhà họ Lãnh, chỉ từ vẻ mặt mấy người này đã biết không phải có ý tốt, tuyệt đối không thể tới chúc mừng. Thế nhưng Lãnh Hàn Băng vừa dứt lời, người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói cút. Chỉ mới một chữ cút phát ra, cơ thể của Lãnh Hàn Băng bay ngược ra xa mấy mét như diều bị đứt dây. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các khách mời đều biến sắc, họ lần lượt đứng dậy khỏi ghế. Rõ ràng mấy tên kia không có ý tốt, còn bữa tiệc cưới của nhà họ Lãnh e rằng sẽ khó có thể tiếp tục diễn ra. Đặc biệt trong đám người còn có không ít cao thủ cảnh giới quân vương, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cảnh giới cực cao. Chỉ là một tiếng hét mà có thể khiến một người sống bay xa mấy mét, ít nhất cũng phải trên cảnh giới thiên vương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lãnh Kế Hồng lập tức trở nên u ám. Nếu chỉ dựa vào nhà họ Lãnh, Lãnh Kế Hồng sẽ hơi e sợ trước sức mạnh đáng sợ của đối phương. Nhưng hôm nay, Tiêu Chính Văn cũng ở đây, có hậu thuẫn vững chắc như vậy, nhà họ Lãnh lại không hề đắc tội với họ, vì vậy, Lãnh Kế Hồng vẫn có đủ tự tin. Ông bạn, không biết nhà họ Lãnh tôi đã đắc tội với ông chỗ nào mà ông lại tới tiệc cưới của cháu trai tôi gây chuyện. Lãnh Kế Hồng nói, tiến lên một bước, không chút sợ hãi. Hừ, ông không xứng nói chuyện với tôi. Trương Hồng Học không thèm nhấc mí mắt, ngạo mạn chắp hai tay ra sau lưng, híp mắt, lạnh lùng nói. Cái gì, những khách mời xung quanh đều sửng sốt, Lãnh Kế Hồng không xứng nói chuyện với lão sao. Nhà họ Lãnh hiện là gia tộc số 1 số 2 ở Giang Trung, Lãnh Kế Hồng còn là gia chủ danh xứng với thực của nhà họ Lãnh. Với thân phận này, còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với lão sao. Thấy vậy, trong lòng Lãnh Kế Hồng cũng lờ mờ hiểu ra, chắc là những người này chắc đều là do nhà họ Lưu phái tới. Nghĩ đến đây, Lãnh Kế Hồng cười khẩy nói, cho dù các người là ai, cũng không có lý do gì tùy tiện ra tay làm hại người khác. Nhà họ Lãnh chúng tôi tổ chức lễ cưới ở đây thì cản trở việc gì của các người sao?
Các người vừa vào cửa đã đánh cháu tôi bị thương, dù sao cũng phải có lời xin lỗi với nhà họ Lãnh chúng tôi chứ. Lãnh Kế Hồng nói xong nháy mắt với mấy tên vệ sĩ, bọn họ vội vàng bước lên đỡ Lãnh Hàn Băng đứng dậy. Tuy rằng cú đánh vừa nãy không làm bị thương tới xương cốt của Lãnh Hàn Băng, nhưng cũng khiến hắn ngã một cú nhớ đời. Ồ, nhà họ Lãnh các ông còn dám bắt tôi xin lỗi sao? Hừ, tôi mà xin lỗi ông thì nhà họ Lãnh các người có gánh nổi không? Vừa dứt lời, một luồng sát khí lập tức bao trùm toàn bộ lễ đường. Nhiệt độ của toàn bộ quảng trường Giang Tâm ngay lúc đó giảm xuống hẳn 5 độ. Trên mặt sông thậm chí nổi gió, mây đen trên trời càng mù mịt. Tiêu Chính Văn liếc nhìn người mới tới, không khỏi hơi nhíu mày, đối phương là cường giả thiên thần một sao. Nếu không thì không thể vừa mới suy nghĩ, sắc trời cũng sẽ thay đổi theo. Chương 2218. Nhưng một cường giả cảnh giới thiên thần lại so đo tính toán với người thường như vậy, lại rõ ràng là dùng thế để ép người, điều này khiến cho Tiêu Chính Văn rất không vui. Chồng à, xem ra người này rất lợi hại, hay là mình nói giúp nhà họ Lãnh vài câu. Khương Vi Nhan hơi lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Kế Hồng. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã đến, nhưng người kia không biết điều đó, nếu lão ta đột nhiên ra tay với Lãnh Kế Hồng, Tiêu Chính Văn không cứu kịp thì sẽ làm hại Lãnh Kế Hồng. Không vội, chúng ta cứ xem thế nào đã. Anh cũng muốn nghe xem rốt cuộc ông ta có lý do gì. Tiêu Chính Văn híp mắt lại nở nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hồng Học. Lúc này, ngay cả những người có mặt cũng có thể cảm nhận được rằng người lần này tìm đến cửa nhà họ Lãnh gây rắc rối nhất định có lai lịch rất lớn. Hơn nữa, mấy tên vệ sĩ nhà họ Lãnh cũng hoàn toàn bị người ta không xem ra gì, ngay cả mấy tên cao thủ cảnh giới quân vương trong đám quan khách cũng sợ tới mức không dám thở mạnh. Ồ, không gánh nổi. Vậy tôi xin hỏi, nhà họ Lãnh chúng tôi đã làm gì đắc tội với các người mà các người đến gây chuyện ầm ĩ trong tiệc cưới của cháu trai tôi? Sắc mặt Lãnh Kế Hồng càng lúc càng lạnh lùng, không hề nhượng bộ hỏi. Lúc này, Lãnh Hàn Vũ và Đỗ Tiểu Linh đã đi qua cửa đồng tâm, đồng loạt quay đầu lại nhìn những người ở cửa. Khi Đỗ Tiểu Linh nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của Lưu Tiểu Phong, cô ấy đã không khỏi kinh ngạc. Nguy rồi, nhà họ Lưu đã tìm tới tận cửa rồi. Hừ, còn không phải vì nhà họ Lãnh các ông ỷ vào mình có tiền mà làm chuyện bất nhân bất nghĩa sao? Chính đứa cháu trai này của ông kiên quyết chia rẽ người khác rồi cướp vợ chưa cưới của người ta. Như vậy còn chưa đủ sao? Trương Hồng Học lạnh giọng hỏi. Cái gì? Lãnh Kế Hồng nghe vậy quay lại nhìn Lãnh Hàn Vũ. Ngay cả những vị khách đến dự tiệc cưới cũng quay đầu nhìn Lãnh Hàn Vũ. Chú, cháu không có, cháu đâu dám làm ra loại chuyện như vậy. Sắc mặt Lãnh Hàn Vũ tái nhợt, vội vàng lên tiếng giải thích. Đỗ Tiểu Linh ở bên cạnh cũng vội vàng nói, mong ông hãy nói cho rõ ràng, tôi không biết ông đang nói cái gì. Lưu Thế Vĩ đảo mắt vài vòng, vội vàng chen ra khỏi đám người, dùng ngón tay chỉ vào mũi Đỗ Tiểu Linh, đồ đàn bà xấu xa, đến bây giờ mà cô còn ngụy biện sao? Đỗ Tiểu Linh còn chưa kịp đáp lời, lão đã chỉ vào Lãnh Hàn Vũ nói. Chuyện mà bản thân gây ra còn muốn người khác vạch trần trước mặt mọi người à? Quyền quý thì sao chứ? Quyền quý thì có thể ngang nhiên làm chuyện xấu sao? Lãnh Hàn Vũ sững sờ trước lời mắng mỏ của Lưu Thế Vĩ, kinh ngạc nói tôi đã làm gì? Tôi ngang nhiên làm chuyện xấu bao giờ chứ? Chương 2219. Lãnh Hàn Vũ là cậu chủ nhà giàu, nhưng bố anh ta đã rời khỏi nhà họ Lãnh từ lâu, vẫn luôn phát triển ở nước ngoài. Bình thường rất ít khi về nước. Thế nên từ nhỏ Lãnh Kế Hồng đã dạy bảo anh ta, bình thường Lãnh Kế Hồng là một người cực kỳ cẩn trọng, dù sao nửa năm trước nhà họ Lãnh chỉ có thể được xem là gia tộc bình thường ở Giang Trung. Nên ông ta rất nghiêm khắc yêu cầu với Lãnh Hàn Vũ, đừng nói là làm chuyện xấu xa gì, ngay cả hành động hơi khác người cũng không dám có. Có thể nói ngoài ra thế hơn người khác một chút, Lãnh Hàn Vũ không khác gì đứa con trai lớn lên trong gia đình bình thường. Thậm chí có thể nói là khiêm tốn, lễ phép. Anh ta và Đỗ Tiểu Linh yêu mến nhau từ khi còn là tân sinh viên đại học. Cho đến khi hơn một năm sau tốt nghiệp đại học, Lãnh Hàn Vũ dựa vào khả năng của mình để làm đến vị trí giám đốc trong công ty nhà họ Lãnh mới bước vào lễ đường với cô ấy. Có thể nói anh ta chưa từng làm ra chuyện gì khác thường trong cuộc đời hai mươi mấy năm của mình. Đâu ra chuyện láo xược làm chuyện bậy bạ chứ? Chỉ là Lãnh Hàn Vũ vừa dứt lời. Trương Hồng Học đã giơ tay lên tát vào mặt anh ta một bạt tai,
lạnh lùng nói, chuyện đã đến nước này, cậu còn dám chối cãi. Thấy cháu mình bị đánh trước tất cả mọi người, Lãnh Kế Hồng bước đến chắn trước mặt Lãnh Hàn Vũ nói, dù sao cũng phải biết nói chữ lý chứ, tôi muốn hỏi xem cháu tôi đã làm sai chỗ nào. Nếu nó có lỗi thật, tôi tuyệt đối không dung thứ, nhưng nếu nó không có gì sai, người nhà họ Lãnh tôi cũng không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Trương Hồng Học híp mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Kế Hồng, sau đó quay đầu nói với Lưu Tiểu Phong, nói cho cậu ta biết, cậu ta sai ở đâu đi. Lưu Tiểu Phong vội gật đầu rồi bước ra khỏi đám người, nói với Đỗ Tiểu Linh, Tiểu Linh, trước đây nhà họ Lãnh ỷ vào việc mình có tiền đã ép buộc cướp em đi, bây giờ thì tốt rồi, đã có viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn làm chủ cho chúng ta rồi. Đừng nói là họ có tiền có thế, dù có quan hệ với bên chính trị cũng không ngăn cản được chúng ta ở bên nhau. Cướp, bên cạnh anh ư, anh đang nói cái quái gì thế? Còn nữa, hình như tôi không quen anh. Một tay Đỗ Tiểu Linh đỡ Lãnh Hàn Vũ, vừa lạnh lùng hỏi. Thật ra đến giờ Đỗ Tiểu Linh vẫn không biết tên của Lưu Tiểu Phong, từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng nói với Lưu Tiểu Phong một câu. Chỉ biết tên đáng ghét này cứ quấn lấy cô ấy cả ngày. Thậm chí có khi còn chạy đến dưới tầng ký túc xá của mình rồi bày tỏ tình cảm với cô ấy bằng nhiều cách khiến người ta khó nói nên lời. Có một lần Lưu Tiểu Phong còn cắt cổ tay trước mặt người của cả ký túc xá. Trong mấy năm đại học, Đỗ Tiểu Linh bị Lưu Tiểu Phong quấn cả ngày đến nỗi đau đầu, nhưng cô ấy chưa từng để ý đến hắn. Cái gì? Sao em lại nói ra mấy lời tuyệt tình như thế được? Khi còn học đại học, rõ ràng chúng ta đã yêu nhau 4 năm mà. Lưu Tiểu Phong mặt dày không biết xấu hổ nói. Sau đó hắn lại xắn tay áo mình lên nói, mọi người nhìn đi, đây là chứng cứ vì mất đi Tiểu Linh, tôi đau lòng đến mức tuyệt vọng nên mới cắt cổ tay tự sát. Chương 2220. Hắn vừa nói thế, Đỗ Tiểu Linh tức giận đến độ môi tím cả lại. Lúc đầu để tránh khỏi tên biến thái này mà cô ấy thậm chí còn không dám ở lại ký túc xá, cố ý thuê một căn phòng ở gần đó khiến cuộc sống vốn đã không khá giả gì càng thêm túng thiếu. Phải biết phòng ở Long Kinh toàn là giá trên trời. Đỗ Tiểu Linh lại là người rất hiểu chuyện, ít khi xin tiền bố mẹ, 4 năm đại học đều dựa vào tiền làm thêm để nuôi bản thân. Thế nên từ sau khi tốt nghiệp, Đỗ Tiểu Linh không dám quay về trường, sợ là sẽ gặp lại tên biến thái này. Nhưng Lưu Tiểu Phong lại mặt dày nói hai người có quan hệ người yêu với tất cả mọi người. Anh nói bậy, tôi không hề quen biết anh. Từ năm nhất tôi đã luôn là bạn gái của Hàn Vũ, cả lớp chúng tôi đều có thể làm chứng. Đỗ Tiểu Linh quả thật không thể nhịn được nữa, lớn giọng giải thích. Đỗ Tiểu Linh. Lẽ nào em đã quên rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta thuê phòng chính là bên cạnh trường, anh câm miệng. Đỗ Tiểu Linh tức đến độ mặt mày trắng bệch. Thuê phòng, cô ấy mà lại thuê phòng với cái tên xấu xí, còn biến thái này á. Thấy tình hình như thế, Trương Hồng Học khoát tay ngắt lời Lưu Tiểu Phong, xoay người nói với Đỗ Tiểu Linh, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô có quen cậu ta hay không? Đỗ Tiểu Linh do dự một chốc, gật đầu nói quen. Nhưng anh ta chỉ là, được rồi, mọi chuyện đã rõ, không cần nói gì nữa. Trương Hồng Học ngắt lời Đỗ Tiểu Linh định nói. Không cần nói nữa, tất cả khách mời đều nhíu mày, mặt hiện lên vẻ bất mãn với Trương Hồng Học. Chú, cháu thật sự không biết anh ta, người này cứ quấn lấy cháu từ khi bắt đầu đi học, còn đến trước ký túc xá nữ bọn cháu cắt cổ tay, ép cháu phải làm bạn gái anh ta nhưng cháu chưa từng để ý đến anh ta. Đỗ Tiểu Linh vội giải thích với Lãnh Kế Hồng. Không để Lãnh Kế Hồng lên tiếng, Trương Hồng Học mất kiên nhẫn nói, được rồi, mọi chuyện đã quá rõ, cô chính là vợ chưa cưới của cậu ta, bây giờ đám cưới của cô và Lãnh Hàn Vũ cũng nên kết thúc rồi. Lập tức đi theo chúng tôi, về Thiên Sơn kết hôn với Tiểu Phong, tối nay là đêm tân hôn. Cái gì, tại sao tôi phải gả cho anh ta? Hơn nữa tôi cũng không phải là bạn gái anh ta. 4 năm đại học tôi chưa từng nói một câu nào với anh ta cả, tại sao tôi phải động phòng với anh ta chứ? Thiên Sơn thì đã sao? Thiên Sơn có thể cưỡng ép dân lành à? Dù tôi có chết cũng sẽ không để tên xấu xí, biến thái này động vào tôi. Đỗ Tiểu Linh tức đến mức chảy nước mắt. Nghe thế, Lưu Tiểu Phong dữ tợn giống lên, Đỗ Tiểu Linh. Con đàn bà đê tiện, ông đây vì cô mà bán cả xe để mua hoa tặng cho cô. Chương 2221.
ông đây đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vì cô, chỉ vì hắn đẹp trai hơn tôi, giàu hơn tôi mà cô không nhận hoa cũng không chịu nói chuyện với tôi một câu. Vãi trưởng, Trương Hồng Học không hỏi chừng mắt nhìn Lưu Tiểu Phong. Mọi người xung quanh lập tức hiểu ra chân tướng sự việc. Từ đầu đến cuối, Lưu Tiểu Phong là một con cóc ghẻ, Đỗ Tiểu Linh chưa từng để ý đến hắn. Tôi nghĩ ông cũng nghe hiểu rồi chứ, cháu dâu tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, sao có thể là bạn gái của cậu ta được chứ? Lãnh Kế Hồng lạnh lùng hỏi. Láo xược, ông dám cãi lại tôi à? Lẽ nào ông không sợ chết sao? Trương Hồng Học lạnh lùng nhìn Lãnh Kế Hồng. Nói cách khác, người làm sằng làm bậy phải là ông chứ nhỉ? Lẽ nào ông nghĩ nhà họ Lãnh chúng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Lãnh Kế Hồng sa sầm mặt mày. Đừng nói là bây giờ Lãnh Kế Hồng có địa vị cao trong giới kinh doanh ở Giang Trung, dù là một người bình thường khi bị ức hiếp như thế cũng sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Ức hiếp cậu thì thế nào? Vừa dứt lời, Trương Hồng Học giơ tay lên tát một bạt tai. Bốp, một tiếng rõ to vang lên, Lãnh Kế Hồng bị đánh văng ra xa hơn 10 mét, người đập mạnh xuống đất. Thiên Sơn tôi đứng đầu năm đại danh Sơn, đừng nói là cướp cháu dâu của ông. Dù tôi diệt cả gia tộc ông thì ông có thể làm được gì? Ông dám làm gì? Tôi đích thân đến nhà họ Lãnh ông đã là nể mặt nhà họ Lãnh ông rồi. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt thì nhà họ Lãnh đáng chết. Giọng Trương Hồng Học cực lớn, không chỉ là người ở quảng trường Giang Tâm có thể nghe rõ mồn một, ngay cả người đi đường cũng tụ tập đứng nhìn từ đằng xa. Chú, Lãnh Hàn Vũ và Đỗ Tiểu Linh vội vàng lao đến đỡ Lãnh Kế Hồng dậy. Ông nói thế tức là hôm nay ông muốn dùng thân phận võ tông để bắt nạt dân thường chúng tôi à? Nhưng ông đừng quên Hoa Quốc cũng có luật pháp. Dù có là võ tông cũng không được tùy tiện bắt nạt dân thường. Huống hồ vua Bắc Lương từng nói, người võ tông dám ức hiếp dân thường thì đều quy vào tội chết. Lãnh Kế Hồng vừa dứt lời, Trương Hồng Học ngửa đầu lên trời cười nói, ha ha, pháp luật. Thiên tử cũng phải nể mặt ông đây mấy phần, dù ức hiếp nhà họ Lãnh ông thì thế nào? Đừng nói Tiêu Chính Văn không có ở đây, dù tôi giết cả nhà ông ngay trước mặt Tiêu Chính Văn, cậu ta cũng phải nể mặt tôi. Chương 2222. Ồ, thế nếu tôi không nể mặt ông thì sao? Nhưng Trương Hồng Học vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong đám người. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đứng lên, anh đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Ngay khi đứng dậy, một tay anh chỉ vào trong không trung, mây đen ùn ùn kéo đến. Sát khí lớp lớp che phủ cả quảng trường Giang Tâm cũng lập tức biến mất. Mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn, nhận ra Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, các nhà kinh doanh giàu có ở Giang Trung đồng loạt đứng dậy chào kính chào vua Bắc Lương. Kính chào vua Bắc Lương. Kính chào vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía Trương Hồng Học. Sau đó bước đến trước mặt Lãnh Kế Hồng khoát tay với ông ta rồi nói, xếp Lãnh. Ở đây không còn việc của ông nữa. Lãnh Kế Hồng vội cúi người nói, vâng, cảm ơn cậu Tiêu đã đứng ra đòi lại công bằng. Dứt lời Lãnh Kế Hồng liếc nhìn Trương Hồng Học, sau đó lùi sang một bên. Tiêu Chính Văn, danh tiếng của một người vô cùng quan trọng. Huống hồ mấy ngày trước Trương Hồng Học cũng tận mắt thấy trận chiến kinh hoàng của Tiêu Chính Văn và 11 lão giả Hoa Sơn. Trận chiến đó Tiêu Chính Văn hệt như thiên thần giáng trần. Một mình anh có thể quật ngã 11 cao thủ cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn giết 8 người, làm 3 người bị thương. Đây là uy lực đáng sợ mức nào? Mặc dù Trương Hồng Học cũng đã đạt tới cảnh giới thiên thần một sao nhưng lão vừa đột phá không lâu, cảnh giới chưa vững. Dù có cho lão 100 năm nữa cũng không thể đạt được trình độ như Tiêu Chính Văn. Trước đó lão chỉ nghĩ ra oai cho Thiên Sơn nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại tham gia đám cưới của một thương nhân. Nếu không lúc nãy lão cũng sẽ không nói mấy lời ngông cuồng như thế. Tiêu diệt cả gia tộc không phải là những lời có thể dễ dàng nói ra, bây giờ cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa quay về, hơn nữa bên giới chính trị Hoa Quốc cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Hồng Học, ánh mắt toát ra sát khí ngùn ngụt khiến Trương Hồng Học rùng mình. Ông thật to gan, dám nói diệt cả gia tộc nhà họ Lãnh trước mặt mọi người. Ông nghĩ tôi phải giữ thể diện cho ông sao? Ông có thể diện gì ở trước mặt tôi? Sắc mặt Trương Hồng Học thay đổi liên tục trước những câu chất vấn lạnh lùng của Tiêu Chính Văn. Lão hít sâu một hơi can đảm nói, Tiêu Chính Văn, chuyện này với cậu, lão còn chưa dứt lời chỉ nghe một tiếng ầm,
uy lực mạnh mẽ bao vây chặt lấy lão. Nửa câu sau cũng bị lão nuốt ngược trở lại. Nói lại lời ông vừa nói lần nữa xem, hôm nay dù ông giết sạch cả nhà họ Lãnh thì tôi cũng phải nể mặt ông à. Chương 2223. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Hồng Học hỏi. Lúc này Trương Hồng Học đâu còn khí thế ngất trời lúc nãy nữa. Sắc mặt lão trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này lão có cảm giác mình có thể chết trong tay Tiêu Chính Văn bất cứ lúc nào. Uy lực mạnh mẽ đó đã vây hãm lão lại, còn chẳng có can đảm giơ cánh tay lên nữa. Tiêu Chính Văn, tôi là Thiên Sơn. Bốp, không để Trương Hồng Học nói hết câu, Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh vào mặt Trương Hồng Học một cú. Trương Hồng Học lăn lóc dưới đất ra xa hơn 10 mét. Cái tát này tôi trả lại ông thay Lãnh Hàn Vũ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chỉ vào mặt lão và nói, đứng vững. Trương Hồng Học ôm khuôn mặt nóng rát, oán hận nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, tôi là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn, nói thêm một chữ nữa thì ông sẽ chết. Tiêu Chính Văn không cho Trương Hồng Học cơ hội nói hết câu, một tay giơ lên, con dao quân đội năm cạnh xuất hiện trong lòng bàn tay. Trương Hồng Học nghiến răng, bò từ dưới đất dậy, lần nữa đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Không để lão lên tiếng, Tiêu Chính Văn vung tay đánh vào một bên mặt khác của Trương Hồng Học. Bốp, âm thanh lanh lảnh vang lên, mặt Trương Hồng Học sắp bị biến dạng, cả người bắn ra xa hơn 50 mét như một viên đạn, ngay cả đèn đường cũng bị ngã đổ do lão đâm vào. Cái tát này trả thay do Lãnh Kế Hồng. Trương Hồng Học bị đánh đến mức mặt mũi sưng tấy, nghiến răng nghiến lợi bò từ dưới đất lên. Khí tức của cường giả cảnh giới thiên thần lập tức bùng phát. Cả bầu trời đều đang rung chuyển dưới uy lực của lão. Dù Tiêu Chính Văn bất khả chiến bại thì lão cũng là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Bị Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh hai cái, thể diện lão còn đâu nữa. Từ nhỏ đến lớn, lão lớn lên ở nhà họ Trương, ngay cả khi đến Thiên Sơn cũng vì có quan hệ huyết thống của nhà họ Trương mà lão được ưu ái. Đừng nói là có người đánh lão, ngay cả thủ lĩnh của Thiên Sơn cũng chưa từng mắng lão một câu. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám đánh lão trước mặt bao nhiêu người, lão không thể nhịn được mối thù này. Ngay khi Trương Hồng Học bộc phát khí tức của mình, mây đen lập tức kéo đến, mặt đất vốn dĩ bình lặng lập tức trào lên như sóng lớn. Nếu cường giả cảnh giới thiên thần giải phóng hết toàn bộ khí thế thì không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được, thậm chí cả thành phố Giang Trung cũng có thể bị hủy diệt. Chương 2224. Lúc này Trương Hồng Học đã tức giận đến cực điểm, thậm chí gần như mất đi lý trí. Một luồng sát khí tỏa ra từ dưới chân lão lập tức lao lên trời. Chỉ thấy một màn sáng màu xanh chói mắt, trên thì chạm lên bầu trời, dưới đâm vào lòng đất, dù đứng cách xa cả mấy trăm cây số cũng có thể nhìn thấy rõ. Lúc này trên Thiên Sơn, trưởng lão học viện kiếm thuật Lư Chính Phong trầm mặc nhìn màn sáng trên trời, nhíu mày nói, lẽ nào là Hồng Học? Hai. Thật ra lệnh cấm vẫn chưa được bãi bỏ, có phải Hồng Học hơi vội rồi không? Hơn nữa đây là trên lãnh thổ Hoa Quốc, nếu ra tay với người bình thường e là sẽ bị mọi người dị nghị. Một ông lão tóc bạc đang ngồi đối diện Lư Chính Phong đánh với cụ ta nói. Họ đều rất rõ cường giả cảnh giới thiên thần đáng sợ thế nào. Một khi ra tay thì ngay cả thành phố Giang Trung sẽ bị san bằng trong phút chốc, sẽ gây ra tình cảnh lầm than cho tất cả sinh linh. Nếu là ở ngoài lãnh thổ cũng không nói làm gì. Nhưng dù sao đây cũng là Hoa Quốc, trên lãnh thổ đất mẹ mà mở một cuộc tàn sát, nếu truyền ra ngoài cũng rất bất lợi cho hình tượng của Thiên Sơn. Khí tức của cảnh giới thiên thần vừa bộc phát lập tức gây ra chấn động trong nước. Thậm chí các đại danh sơn khác cũng bắt đầu chú ý đến bên này. Trong phút chốc, sát khí mà mắt thường có thể thấy như có thực thể bao trùm cả đất trời một phương. Lúc này mặt mày Trương Hồng Học méo mó, đã không còn thần thái cao ngạo lúc nãy nữa. Keng! Tiếng kiếm vang lên, Trương Hồng Học cầm một thanh kiếm dài lao về phía Tiêu Chính Văn như một luồng sáng. Tiêu Chính Văn, đây là do cậu ép tôi ra tay. Trương Hồng Học vừa dứt lời chỉ thấy lão bỗng dừng bước chân, bay lên trời nhìn xuống cả Giang Trung. Thanh kiếm trong tay lóe lên vô vàn ánh sáng sắc lạnh khiến những người bên dưới đều trốn xuống dưới bàn. Hừ, Trương Hồng Học, ông muốn làm gì? Tiêu Chính Văn híp mắt lạnh lùng nhìn Trương Hồng Học. Làm gì ư,
Nếu cậu không muốn thấy mọi người ở đây đều chết dưới kiếm của tôi thì ngoan ngoãn xin lỗi tôi ngay. Trương Hồng Học cười gằn đe dọa. Mặc dù lão bị Tiêu Chính Văn tát hai bạt tai, nổi giận đùng đùng nhưng cũng không phải ngốc. 11 lão già Hoa Sơn đều không thể thắng được Tiêu Chính Văn, lão mà đánh anh thì chỉ có thể đưa đầu cho người ta chém. Thế nên lúc này lão mới chuyển mục tiêu sang mấy người bình thường kia. Chỉ cần tung ra nhát kiếm này, lão dám đảm bảo hôm nay tất cả những người tham gia đám cưới không một ai có thể sống sót. Xin lỗi ông ư, Tiêu Chính Văn cười khẩy nhìn Trương Hồng Học như đang nhìn một tên ngốc nói, chắc ông vẫn chưa tỉnh nguê nhỉ, nếu bây giờ ông bỏ kiếm xuống, xin lỗi người nhà họ Lãnh, tôi có thể tha cho ông, nếu không hôm nay tôi phải giết ông. Nghe thế gương mặt Trương Hồng Học khẽ giật lên. Chương 2225. Nếu ra tay giết nhiều người bình thường như thế thì sẽ bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nhưng, lão không nuốt nổi cơn giận này. Càng nghĩ Trương Hồng Học càng cảm thấy tức giận, thanh kiếm trong tay phát ra vô vàn ánh sáng, hệt như đang nắm giữ ánh mặt trời chói lọi. Trương Hồng Học cắn răng cười khẩy, sau đó vung tay lên vô vàn ánh kiếm bỗng hướng về phía đám đông bên dưới. Tiêu Chính Văn, tôi muốn xem thử cậu cứu họ thế nào. Chết hết đi cho tôi. Vừa dứt lời, Trương Hồng Học lao đến chỗ Tiêu Chính Văn cùng với vô vàn ánh kiếm. Lúc này trong học viện kiếm thuật Thiên Sơn, một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, giáo giác nhìn về phía Giang Trung. Hắn rất quen thuộc với khí tức đó, sao Trương Hồng Học lại đánh nhau với người ta ở trong khu thành thị náo nhiệt ở Giang Trung thế? Hơn nữa sát khí lại nồng thế, hễ bị gán cho tội danh giết người vô tội thì dù có là Thiên Sơn cũng không thể bảo vệ được lão. Dù sao cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa quay về, hơn nữa tình hình Hoa Quốc vẫn khó bể phân biệt, sau này Võ Tông có thể thay đổi kết cấu của Hoa Quốc hay không vẫn chưa biết được, nhỡ ra tay đánh người chỉ khiến Thiên Sơn và bản thân lão gặp tai họa thôi. Khi mở máy giám sát bên cạnh nhìn rõ người đứng trước mặt Trương Hồng Học lại Tiêu Chính Văn, hắn không khỏi thở dài. Xem ra hôm nay Trương Hồng Học chết chắc rồi. Khoảnh khắc Trương Hồng Học chém nhát kiếm này xuống. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, màn sáng màu vàng xuất hiện. Hút hết vô số kiếm khí vào trong màn sáng đó. Một đòn mà cường giả thiên thần dùng hết sức phun ra lại chẳng có chút gợn sóng nào hệt như châu đất xuống biển, trong phút chốc mọi thứ đều trở nên yên bình. Mọi người ở bên dưới đừng nói là chết, mà ngay cả một cọng tóc cũng chẳng bị tổn hại gì. Nhìn thấy cảnh tượng này Trương Hồng Học ngây người. Lão biết rất rõ uy lực đòn này của mình như thế nào. Sao có thể biến mất không vết tích như vậy? Lúc nhìn lại màn sáng màu vàng đó, Trương Hồng Học bỗng rùng mình. Cậu cũng biết bức màn không gian ư? Trương Hồng Học tròn mắt, đây rõ ràng là một trong những tuyệt kỹ không lưu truyền ra ngoài của Hoa Sơn. Trong các đệ tử Hoa Sơn, người có thể dùng bức màn không gian một cách thành thạo cũng rất ít. Mà Tiêu Chính Văn chỉ nhấc tay lên, màn ngăn cách không gian đã xuất hiện hút hết vô số kiếm khí của lão vào. Lẽ nào Tiêu Chính Văn cũng là đệ tử Hoa Sơn, nhưng trong khi Trương Hồng Học còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy Tiêu Chính Văn lật bàn tay lần nữa, màn sáng màu vàng đó lập tức được thu về, biến thành một con rồng bay lượn bên cạnh Tiêu Chính Văn. Toang rồi, chạy mau, lúc này người đàn ông trẻ tuổi trong học viện kiếm thuật Thiên Sơn không khỏi hét lên một tiếng. Đây là vầng sáng hóa rồng, đòn này của Tiêu Chính Văn chưa chắc có thể chém chết Trương Hồng Học. Nhưng cũng đủ để khiến lão sống dở chết dở. Lạc Trường Sinh là viện trưởng học viện kiếm thuật Thiên Sơn nên biết rõ không thể xem thường uy lực của trận pháp bí mật này. Trương Hồng Học đỡ được sao? Rõ ràng chỉ trong vài ngày mà thực lực của Tiêu Chính Văn lại lên thêm một bậc, qua trận đấu với 11 lão già Hoa Sơn, Tiêu Chính Văn càng thêm thành thạo trong việc sử dụng bức màn không gian. Thậm chí còn thạo hơn cả các bậc lão làng ở Hoa Sơn. Chương 2226. Cộng thêm sức chiến đấu đáng sợ trước đó của Tiêu Chính Văn, một đánh 10, có 10 Trương Hồng Học cũng không thể thắng được. Lúc này Trương Hồng Học cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đáy lòng vô thức run lên, sau đó xoay người muốn chạy về hướng Thiên Sơn. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn mất rồi. Chỉ thấy một con rồng vàng bỗng lao lên trời mang theo uy lực trời đất khủng khiếp tiến thẳng về phía Trương Hồng Học. Trương Hồng Học chỉ cảm thấy phía sau như có một phương trời đè ép lên mình, không khỏi rùng mình, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy rồng vàng lao xuống từ trên 9 tầng mây. Trương Hồng Học không khỏi kinh ngạc,
Trong lúc hoảng loạn, lão vội giơ kiếm lên đỡ. Ầm, một tiếng vang rung chuyển trời đất, rồng vàng và kiếm của Trương Hồng Học va chạm vào nhau. Hệt như một quả hạt nhân cỡ nhỏ nổ tung trong không khí, ánh sáng trắng chói mắt khiến người bên dưới không thể mở mắt. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay ra lần nữa, một luồng sáng màu vàng bao phủ lấy điểm trung tâm của vụ nổ, tất cả phản lực đều bị hút vào trong ánh sáng vàng. Mọi người bên dưới chỉ cảm thấy hư không trước mặt rung chuyển nhưng không hề bị thương, tất cả đều thở phào. Trương Hồng Học cũng toát mồ hôi lạnh, trước đó lão chỉ biết Tiêu Chính Văn có thực lực kinh người nhưng không ngờ lại có thể cùng lúc sử dụng hai bức màn không gian. Điều này hơi đáng sợ, trận pháp bức màn không gian này tiêu tốn rất nhiều sức lực của người sử dụng, dù là ông La trong 11 lão giả Hoa Sơn cũng không thể đồng thời sử dụng hai bức màn không gian. Nhưng Tiêu Chính Văn lại biến một cái trong đó thành rồng, vừa trở thành công cụ tấn công vừa có thể lấy bức màn không gian che chắn tất cả phản lực. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trương Hồng Học xoay người muốn chạy trốn. Nhưng sau khi rồng vàng đó va chạm vào kiếm của lão thì uy thế không hề suy giảm, lại lần nữa lao đến đè ép Trương Hồng Học. Trương Hồng Học vẫn chưa hoàn hồn, kim long đó đã tấn công xuống. Một âm thanh vang lên. Cả người Trương Hồng Hóc đều bị chấn động văng ra xa vài trăm mét, hơn nữa nửa người bên trái đều sắp bị nổ tung. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lắc đầu như thể vô cùng không hài lòng với kết quả đợt tấn công này. Nhưng anh vẫn bước đến, xách Trương Hồng Hóc từ dưới đất lên. Uy lực đáng sợ như uy lực cuồn cuộn của trời, đè ép Trương Hồng Hóc không thể thở được. Mặc dù nửa người bên trái đã trở nên máu thịt lẫn lộn, nhưng lão không có can đảm hét lên. Sức mạnh này quá đáng sợ, cứ như một phương trời đè ép lên người lão, khiến lão thậm chí không dám có chút ý nghĩ phản kháng. Từ lúc bắt đầu đánh với Tiêu Chính Văn đến khi trận chiến kết thúc, cũng chưa đến 2 giây ngắn ngủi. Mặc dù Trương Hồng Học cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên thần một sao nhưng dù sao lão cũng là một cường giả thiên thần. 2 giây đã thua dưới tay Tiêu Chính Văn đúng là khiến người ta không thể tin được. Ngay cả Lạc Trường Sinh trong học viện kiếm thuật cũng thấy ớn lạnh. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại mạnh đến mức này. Đánh với một cường giả cùng bậc mà gần như có thể giết trong tích tắc. Chẳng phải ông nói để tôi chọn sao? Vậy bây giờ tôi nói cho ông biết, tôi không chọn gì cả, ông cũng đừng hòng giết được ai. Chương 2227. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa xách cổ áo Trương Hồng Học lên, sau đó quăng mạnh lão về phía trước. Cơ thể Trương Hồng Học ngã vào quảng trường giang tâm. Ầm một tiếng, ngay cả nền đất được lát đá hoa cương cũng tạo ra một cái hố sâu hình người. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt. Mấy giây trước Trương Hồng Học vẫn kiêu ngạo đứng đó, thậm chí còn ép người nhà họ Lãnh giao cháu dâu ra. Nhưng bây giờ thì sao? Cả người Trương Hồng Học đều bị đánh như một con chó. Sau đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên. 5 ngón tay hơi cong lại rồi khẽ bắt lấy, cơ thể Trương Hồng Học từ trong hố bay về phía Tiêu Chính Văn. Trương Hồng Học quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Ngay cả đầu gối cũng phát ra tiếng nứt gãy của xương. Bố con nhà họ Lưu run lẩy bẩy, liên tục lùi vào trong đám đông. Mọi người ở đó cũng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi. Ai cũng nói vua Bắc Lương uy dũng đến mức nào, hôm nay họ mới tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn. Ngay cả viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn cũng bị đánh không nhận ra hình người, đổi thành người khác có lẽ đã chết từ đời nào. Thảo nào lúc nãy Tiêu Chính Văn tỏ ra khinh thường thân phận của Trương Hồng Học, trước mặt một người có thực lực tuyệt đối thì thân phận gì đó đều vô ích. Lúc này mắt Lãnh Hàn Vũ sáng quắc nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ ngưỡng mộ trong mắt anh ta đã không thể diễn tả thành lời. Cũng chỉ có người đàn ông như Tiêu Chính Văn mới có thể khiến anh ta bội phục như thế. Lúc này khí thế bá đạo của Tiêu Chính Văn hệt như một thiên thần giáng trần. Chẳng trách các nước trên thế giới đều kính sợ vua Bắc Lương như thế, hôm nay mới được nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Lãnh Kế Hồng không khỏi cảm thán. Lúc này Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Hồng Học nói, võ tông thì thế nào, các danh sơn làm sao? Trời đất rộng lớn đều là đất vua, bốn bề quanh ta đều là vương thần. Thiên sơn các ông có thể làm loạn như thế sao? Lẽ nào Thiên Sơn các ông có thể xem pháp luật của đất nước như không à? Cậu Tiêu, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội. Trương Hồng Học vội lên tiếng cầu xin.
Lão biết rõ cho dù lão có là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn hay không thì cũng chẳng có đặc quyền gì ở chỗ Tiêu Chính Văn cả. 11 lão già Hoa Sơn thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải để lại 8 thi thể đó sao? Lão vẫn còn rất trẻ, lão không muốn chết. Hơn nữa bây giờ lão hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Tiêu Chính Văn. Ông sai, ông nghĩ một câu ông sai rồi có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của ông à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 2228. Đúng lúc này một ông lão vội vàng chạy vào trong đám người nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, xin cậu hãy nể tình Hồng Học phạm lỗi lần đầu mà tha cho ông ta một mạng. Hơn nữa ông ta còn là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn, nếu cứ giết ông ta ở đây thì quả thật, mặt mũi Thiên Sơn rất khó coi, cũng không có lợi cho sự hòa thuận của giới chính trị và năm đại danh Sơn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhíu mày nói, ồ, cho hỏi ông là ai đấy? Ông lão vội bước đến chắp tay nói, tôi, Đồng Thiên Thư, trưởng lão chấp sự học viện kiếm thuật Thiên Sơn, mấy ngày trước viện phó trương xuống núi. Tôi chưa thể đi theo kịp lúc nên mới có chuyện viện phó trương tin và nghe theo lời kẻ xấu. Ông lão còn chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng ngắt lời, ồ, nghe lời kẻ xấu, nếu hôm nay không phải tôi đến đây, không biết nhà họ Lãnh có thể được đòi lại công bằng hay không. Người Thiên Sơn các ông tùy tiện cưỡng ép dân lành trên đường, đây là chuyện mà mọi người trong giới võ thuật nên làm sao? Lẽ nào người của mấy đại danh Sơn đều có gia giáo này hả? Chuyện này, Đồng Thiên Thư bị mấy câu của Tiêu Chính Văn làm cho nghẹn họng. Quả thật như Tiêu Chính Văn nói, nếu không có Tiêu Chính Văn thì hôm nay cháu dâu của nhà họ Lãnh chắc chắn sẽ bị dẫn đi. Còn khách mời ở đó cũng đừng hòng sống sót. Đây chính là sự ngang ngược của Thiên Sơn. Cậu Tiêu, chúng ta đều là người luyện võ, ít nhiều gì cũng có hơi kích động nên mong cậu Tiêu nể kích động. Ông bảo cái này là kích động sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đồng Thiên Thư, ánh mắt toát lên tia sát khí. Sau đó chắp một tay sau lưng chỉ vào Trương Hồng Học nói, đường đường là viện phó học viện kiếm thuật Thiên Sơn, ông ta sẽ bị kẻ xấu che mắt sao? Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nghĩ vị viện phó Trương này đã biết sự thật trước đó, sở dĩ vẫn muốn làm thế chắc là vì muốn làm nên uy danh của Thiên Sơn với giới thế tục, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy sự ngang ngược của Thiên Sơn. Để tất cả người dân Hoa Quốc đều biết Thiên Sơn có thể xem thường pháp luật Hoa Quốc, có thể tùy ý cướp bóc giết người, chắc tôi không nói sai đâu nhỉ. Tiêu Chính Văn vừa dẫm lên mặt Trương Hồng Học, vừa lạnh lùng hỏi. Thấy thế sắc mặt Đồng Thiên Sơn càng trở nên khó coi hơn. Tiêu Chính Văn không phải đạp lên mặt Trương Hồng Học mà là đang đạp lên thể diện của cả Thiên Sơn. Lúc này đã có rất nhiều phóng viên của các đài truyền hình và hơn 20 máy quay đang phát sóng trực tiếp cho cả nước. Tiêu Chính Văn còn cố ý nói lớn thân phận Trương Hồng Học và hai chữ Thiên Sơn để tất cả mọi người biết rõ cho dù là Thiên Sơn hay Trương Hồng Học thì mọi người đều bình đẳng trước luật pháp. Cậu Tiêu, lẽ nào cậu thật sự không nể mặt Thiên Sơn được sao? Đồng Thiên Thư nghiến răng thấp giọng nói. Chương 2229. Ông mà nói thêm một chữ nữa thì chết. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Đồng Thiên Thư, lạnh lùng nói. Nghe thế sắc mặt Đồng Thiên Thư thay đổi. Lửa giận cũng bùng lên. Tiêu Chính Văn cũng ngông cuồng quá, cụ ta là trưởng lão học viện kiếm thuật Thiên Sơn đấy. Thế mà lại dám uy hiếp cả cụ ta. Hôm nay, Tiêu Chính Văn tôi nói cho tất cả môn phái võ tông bao gồm cả năm đại danh Sơn biết, cho dù là ai đang ở trong thế gian này bắt buộc phải tuân thủ luật pháp Hoa Quốc, ai dám làm trái đều quy vào tội chết. Chẳng phải Trương Hồng Học muốn giết người tránh họa sao? Vậy thì được. Học viện kiếm thuật Thiên Sơn không nhất thiết phải tồn tại nữa, Long Nguyệt. Tiêu Chính Văn ra lệnh, Long Nguyệt mặc một bộ đồ bình thường bước ra khỏi đám đông đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm nói, Long Vương, có thuộc hạ. Truyền lệnh của tôi, 10 phát vũ khí hạt nhân, mục tiêu là học viện kiếm thuật Thiên Sơn, 5 phút sau tôi muốn xem học viện kiếm thuật biến mất khỏi nơi này. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Long Nguyệt chào theo kiểu quân đội nói, rõ. Lệnh vừa được ban ra, người dân cả Hoa Quốc đều nghe rõ mồn một qua TV. Ngay cả Trương Hồng Học cũng khiếp sợ đến độ mặt mày trắng bệch, vội vàng ôm chân Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, xin cậu hãy nương tay, học viện kiếm thuật Thiên Sơn có đến hàng nghìn đệ tử. Cầu xin cậu rộng lòng tha cho họ đi. Bốp, Tiêu Chính Văn giơ chân lên đạp một cú khiến Trương Hồng Học văng ra xa mười mấy mét,
chỉ vào khách mời trong hội trường lạnh lùng nói, chẳng phải vừa rồi ông muốn giết chết họ ở đây sao? Lẽ nào họ không phải người? Chỉ có mạng người Thiên Sơn ông mới quý sao? Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau tôi chắc chắn sẽ san bằng Thiên Sơn. Long Nguyệt, chấp hành lệnh. Rõ, Long Nguyệt lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số, sau đó nhắc lại mệnh của Tiêu Chính Văn lần nữa. Chưa đầy 2 phút, mười mấy vũ khí hạt nhân hạng nặng lần lượt bay lên trời nhắm thẳng về phía Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Thôi xong, thông báo cho tất cả mọi người mau chạy khỏi Học viện Kiếm thuật. Lạc Trường Sinh vừa chạy vừa sốt ruột hét lên. Nhưng tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lạc Trường Sinh không hiểu tại sao lại bảo mọi người chạy ra khỏi học viện. Hơn nữa Thiên Sơn có quy định, không thể tùy ý đi lại giữa các viện, rời khỏi Học viện Kiếm thuật thì có thể đi đâu. Vào lúc này mười mấy vệt sáng trắng rơi từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm ầm, mười mấy cột khói hình nấm nổ tung lên trời. Vầng sáng chiếu đến cực điểm, chói mắt hơn cả mặt trời trên bầu trời kia nữa. Cho đến khi ánh sáng tiêu tan, Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Chương 2230. Tiếng nổ tung cực lớn vang lên khiến cả Trương Hồng Học cũng nghe rõ mồn một. Lúc này lão đã sợ đến mức không nói được gì. Ngọn núi cao ở Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn đó đã bị san bằng trong thoáng chốc. Ngoài Lạc Trường Sinh, trong Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn không một ai sống sót. Người dân cả nước đều cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng khiến ai cũng sợ hãi. Năm đại danh sơn lớn cũng bắt đầu nhốn nháo. Một lời không hợp là động đến vũ khí hạt nhân hủy diệt Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Tiêu Chính Văn ngang ngược đến mức nào? Đồng Thiên Thư nghiến răng ken két, quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, chuyện này chỉ do một mình Trương Hồng Học gây ra, cậu lại hủy diệt hàng nghìn đệ tử của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Lẽ nào cậu không thấy chuyện này quá đáng lắm sao? Còn nữa, Thiên Sơn là một trong số những nơi bắt nguồn của Võ Tông. Lẽ nào cậu không sợ sau khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về sẽ tìm cậu tính sổ? Bây giờ Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn đã bị hủy, chắc chắn không chỉ là chuyện của Thiên Sơn mà là năm đại danh sơn đều không còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Chính Văn đang cảnh cáo năm đại danh sơn thay giới chính trị. Chỉ là cụ ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một tiếng bạt tai rõ to vang lên, Đồng Thiên Thư bị đánh đầu nghiêng sang một bên, văng ra xa hàng trăm mét. Mặt cụ ta biến dạng, răng nửa bên mặt cũng lộ ra ngoài. Tiêu Chính Văn, Đồng Thiên Thư che khuôn mặt biến dạng, nghiến răng nghiến lợi bò dậy từ dưới đất, lửa giận trong mắt bùng cháy, căm hận nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng ngay sau đó Tiêu Chính Văn trở tay đánh thẳng vào đỉnh đầu Trương Hồng Học. Rắc, đầu Trương Hồng Học lập tức nở hàng ngàn đóa hoa. Vật thể đỏ trắng trong đầu chảy ra đầy đất. Rầm, Tiêu Chính Văn đá thi thể Trương Hồng Học ra xa hàng trăm mét. Rơi xuống trước mặt Đồng Thiên Thư. Đưa thi thể ông ta cút về Thiên Sơn. Đồng Thiên Thư nhìn thi thể dưới đất, tức giận đến mức cả người run lẩy bẩy, hơi thở đang sợ bỗng dâng lên như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ quyết đấu sống còn với Tiêu Chính Văn. Nhưng không lâu sau cụ ta đè nén cơn giận trong lòng xuống, kết cục của 11 lão giả Hoa Sơn ngay trước mắt, với sức lực của một mình cụ ta thì đâu phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, Thiên Sơn nhất định sẽ ghim chặt chuyện hôm nay, sau này Thiên Sơn sẽ phải đòi lại công bằng. Đồng Thiên Thư ném lại một câu rồi ôm thi thể Trương Hồng Học xoay người rời đi. Không đợi Đồng Thiên Thư đi xa, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Thiên Sơn thì sao? Năm đại danh Sơn thì thế nào? Có Tiêu Chính Văn tôi một ngày, ai dám chèn ép người dân Hoa Quốc, bất kể là ai thì Trương Hồng Học và Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn cũng là kết cục của bọn họ. Chương 2231. Lời này của anh làm chấn động cả nước, năm đại danh sơn cũng nhốn nháo một trận. Cậu ta kiêu ngạo quá rồi nhỉ, đúng là có 102. Ngay cả Tần Vũ đang xem trực tiếp tin tức cũng thầm cảm thấy bội phục. Đổi lại là người khác chắc không có can đảm nói ra những lời kiên quyết thế này. Dù sao đó cũng là năm đại danh sơn, ngay cả mấy vị trưởng lão võ tông cũng phải cung kính vài phần. Nhưng đây cũng chính là phong cách quen thuộc của Tiêu Chính Văn. Để bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ người dân Hoa Quốc, anh đã vào ra sinh tử biết bao nhiêu lần. Đối mặt với mưa đạn, bị cao thủ các nước bao vây chém giết, Tiêu Chính Văn có bao giờ sợ hãi chưa? Cơ thể Đồng Thiên Thư khẽ run, nghiến răng, cuối cùng vẫn không dám quay đầu lại. Đến khi bóng lưng cụ ta đi xa,
Tiêu Chính Văn mới quay đầu lại nhìn bố con nhà họ Lưu, lạnh lùng nói, hai người nghĩ làm chân chó cho Thiên Sơn là có thể vứt bỏ pháp luật sao? Theo luật pháp Hoa Quốc, cưỡng ép dân lành, dùng quyền thế ép hôn trong đám cưới sẽ có tội gì? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Long Nguyệt bước đến nói, Chu Di cửu tộc. Nghe thấy thế, bố con nhà họ Lưu quỳ phịch xuống, vội vàng xin tha nói, vua Bắc Lương, chúng tôi sai rồi, đều trách con trai tôi bị ma ám, chúng ta không dám nữa. Chúng tôi không còn quan hệ với Thiên Sơn. Bây giờ, ông không nghĩ đã quá muộn rồi sao? Người đâu, kéo ra ngoài, hành quyết. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mấy thành viên điện thần Long ở trong đám người cùng bước đến kéo hai bố con nhà họ Lưu ra ngoài như kéo một con chó chết. Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi nói cho các vị biết, bất kể sau này tình hình Hoa Quốc thay đổi thế nào, kẻ nào dám không tuân thủ pháp luật thì kết cục sẽ giống hai người họ. Tiêu Chính Văn chỉ vào bố con nhà họ Lưu, mọi người đang ngồi trong hội trường đều thấy ớn lạnh, gật đầu lia lịa nói, vâng vâng, vua Bắc Lương nói chí phải, trời đất rộng bao la đều không lớn bằng pháp luật quốc gia. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi nói với Lãnh Kế Hồng, tiếp tục tổ chức đám cưới đi, tôi còn chút việc phải về trước. Dứt lời, anh bước đến kéo Khương Vi Nhan chậm rãi bước ra khỏi quảng trường Giang Tâm. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy cung kính nói, cung tiễn vua Bắc Lương. Lãnh Kế Hồng vội dẫn Lãnh Hàn Băng và Lãnh Hàn Vũ đến trước mặt Tiêu Chính Văn quỳ xuống, lại một lại nói, cậu Tiêu, nhà họ Lãnh lại mang ơn cậu, cả đời này Lãnh Kế Hồng tôi và nhà họ Lãnh không bao giờ quên. Tiêu Chính Văn nhìn Lãnh Kế Hồng, giơ tay ra đỡ ông ta đứng lên cười nói, xếp Lãnh, không cần phức tạp thế, bảo vệ đất nước nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa sau này mọi người chỉ cần tuân thủ pháp luật, tôi đảm bảo không ai có thể làm hại đến mọi người. Dứt lời, anh đỡ Lãnh Hàn Băng và Lãnh Hàn Vũ đứng lên. Mọi người đều nhìn chăm chăm cảnh tượng này, không ai ngờ được vua Bắc Lương ở vị trí trên cao đó lại là người dễ gần đến vậy. Nhìn bóng lưng đi xa của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, mọi người đều cảm thấy sững sờ một lúc. Tiêu Chính Văn giết người cực kỳ quyết đoán, khí chất ngút trời lúc nãy bỗng chốc trở thành một người hòa nhã dễ gần thế sao? Thậm chí những người có mặt ở đó đều nâng ly lên với Tiêu Chính Văn, mời anh một ly rượu từ đằng xa. Thế nhưng trên đỉnh núi chính khác của Thiên Sơn, sắc mặt Lạc Trường Sinh vừa thoát được một nạn lại cực kỳ khó coi. Học viện kiếm thuật đã bị san bằng, ngay cả viện phó cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn. Chương 2232. Chuyện này khiến Lạc Trường Sinh cảm thấy khó chịu. Học viện kiếm thuật là nơi đào tạo ra rất nhiều người xuất sắc của Thiên Sơn. Hơn 1.000 người đó ít nhất cũng là cao thủ cấp thiên vương, ngay cả khi mấy đại danh sơn bồi dưỡng ra hàng nghìn cao thủ cấp thiên vương thì cũng đã góp rất nhiều tài lực và tài nguyên rồi. Hơn nữa trong mấy đại danh sơn đều có học viện tương tự như thế, chuyên môn dùng để bồi dưỡng nhân tài trong tông môn. Sau này khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về và tình thế thế giới thay đổi thì những người này đều sẽ là người đem lại lợi ích cho Thiên Sơn. Mất đi lực lượng này, tầm ảnh hưởng của Thiên Sơn trong năm đại danh Sơn chắc chắn sẽ rất thảm hại, đồng nghĩa với việc xuất hiện sự gián đoạn nhân tài. Lạc Trường Sinh chỉ ước gì có thể giết chết Tiêu Chính Văn ngay bây giờ. Trường Sinh, tôi nghĩ chuyện này vẫn phải bàn họp tính kế lâu dài, Tiêu Chính Văn không phải là người tầm thường, muốn tiêu diệt cậu ta vẫn phải dùng đến đầu óc. Lúc này một người đàn ông trung niên bước đến gần Lạc Trường Sinh, vỗ vào vai Lạc Trường Sinh rồi nói. Anh Thiên Đức. Anh nói dễ quá, học viện kiếm thuật Thiên Sơn có đến hàng nghìn đệ tử xuất sắc, chỉ trong tích tắc đã biến thành đất hoang tàn, chuyện này bảo tôi phải giải thích thế nào với trưởng môn. Lạc Trường Sinh trợn mắt gần như tức giận hét lên. Hai, ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại dám dùng vũ khí hạt nhân để đánh vào học viện kiếm thuật chứ? Chuyện này vốn dĩ không nằm trong dự tính của cậu, hơn nữa cậu đừng quên khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về sẽ còn một trận chiến lớn. Cổ Thiên Đức cười khẩy nói. Hả, nghe ông ta nói thế, Lạc Trường Sinh nhướng mày nhìn Cổ Thiên Đức nói, ý của anh Thiên Đức là, Cổ Thiên Đức cười khẩy nói, chẳng phải Tiêu Chính Văn luôn khoe khoang là mình bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ người dân đó sao? Vừa lúc mượn cớ này để cậu ta giao tinh huyết ra. Sau khi mất đi tinh huyết, Tiêu Chính Văn chỉ là một tên vô dụng, lúc đó còn không phải để cậu Lạc đích thân ra tay sao? Tùy ý cử một tên vô dụng cũng có thể giết chết cậu ta. Lạc Trường Sinh lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn nào dễ bị chi phối như thế.
Lẽ nào anh ta không biết mất tinh huyết đồng nghĩa với việc tự hủy trường thành sao? Tôi đang lo ngộ nhớ kế hoạch không thành công, ngược lại sẽ bị Tiêu Chính Văn báo thù. Cổ Thiên Đức vuốt râu, cười gằn lắc đầu nói, thế phải xem là làm thế nào, nếu nói là cưỡng ép cậu ta, tất nhiên sẽ không nghe theo rồi. Nhưng nếu giải thích rõ lợi và hại với cậu ta, thêm vào đó lấy lý do bảo vệ người dân Hoa Quốc bảo cậu ta giao tinh huyết ra, đưa cho Từ Thiên Thuật ở ngoài lãnh thổ, đảm bảo Hoa Quốc sẽ thắng lợi trong cuộc chiến lần này, cậu ta sẽ không nghe theo được sao? Chỉ là một cường giả cảnh giới thiên thần một sao, không quyết định được thực lực kết cục của trận đấu, nếu thua thì cuộc hỗn loạn hơn 100 năm trước lại diễn ra, đến lúc đó ai sẽ gánh chịu trách nhiệm này? Nói đi phải nói lại. Nếu Tiêu Chính Văn không nghe theo thì cậu ta đang giả nhân giả nghĩa, lấy việc công làm việc tư. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhờ truyền thông bôi nhỏ cậu ta, cắt đứt quan hệ giữa cậu ta và giới chính trị. Sau đó, nói đến đây Cổ Thiên Đức làm động tác tay cắt cổ. Nghe thế Lạc Trường Sinh ngẩng đầu lên cười, kế hoạch này quả nhiên cao siêu, cho dù là Tiêu Chính Văn có nghe theo hay không cũng sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ha ha ha! Anh Thiên Đức đúng là đa mưu túc trí, chuyện này cứ nghe theo anh Thiên Đức. Người đâu, gọi ông Tần đến gặp tôi gấp. Dứt lời, Lạc Trường Sinh nở nụ cười nham hiểm. Chương 2233. Không lâu sau, một ông lão tóc bạc nhanh chân bước đến, cúi người chào Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức, sau đó mới chắp tay nói, không biết hai vị viện trưởng bảo tôi đến đây có việc gì không. Cổ Thiên Đức rót cho ông Tần một tách trà. Sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, ông Tần, mời ngồi. Ông Tần khiếp sợ ngồi xuống bên cạnh. Ông Tần, không biết bây giờ bên giới chính trị Hoa Quốc có biết sự thay đổi ở Âu Lục hay không? Cổ Thiên Đức nhìn ông Tần hỏi. Ông Tần do dự chốc lát khẽ lắc đầu nói, theo tôi thấy thì bây giờ bên đó vẫn không biết chuyện gì. Nghe nói hộp trận pháp trong tòa trận pháp đã bị lấy hết 8-9 phần rồi, không lâu nữa cường giả ngoài lãnh thổ sẽ về. Nghe nói thế. Cổ Thiên Đức hài lòng gật đầu, tầm mắt nhìn sang Lạc Trường Sinh. Ánh mắt Lạc Trường Sinh xa xăm nhìn ông Tần nói cách khác không lâu nữa cường giả ngoài lãnh thổ sẽ quay về, không biết ý của cường giả ngoài lãnh thổ về việc tổ chức trận đấu là thế nào. Ông Tần vội đứng lên nói, chúng tôi đã bàn với Lý Tâm về cuộc đấu lần này, hai bên bắt tay với nhau cùng đối phó với Vi Hào và Mỹ Lục, còn Âu Lục thì họ vẫn chưa tỏ thái độ gì. Chỉ là vừa quay về từ vùng ngoài lãnh thổ sẽ không thích ứng được với thế tục, cần tinh huyết của một vài người mới có thể để họ phát huy sức chiến đấu lớn nhất, chúng tôi cũng đang kiếm người. Lạc Trường Sinh đợi chính là câu nói này của ông Tần. Ông Tần, tôi đề cử một người cho ông, có lẽ có thể khiến Từ Thiên Thuật hài lòng. Lạc Trường Sinh mỉm cười nói. Thường thì võ giả càng mạnh, sức mạnh chứa trong tinh huyết càng mạnh. Cũng có ích rất lớn cho việc tăng cường sức mạnh của cường giả ngoài lãnh thổ. Mặc dù năm đại danh sơn không thiếu cường giả, thậm chí cũng có không ít cường giả cảnh giới thiên vương, chỉ là những người này đều là hy vọng của năm đại danh sơn trong tương lai. Hơn nữa họ là sự tồn tại rất có thể một bước vượt qua cảnh giới thiên thần. Thế nên không đến lúc bất đắc dĩ, không ai muốn dùng cường giả ngoài lãnh thổ của nhà mình để làm vật cống hiến. Ồ! Viện trưởng Lạc tìm được người thích hợp rồi à? Mắt ông Tần lóe sáng nhìn Lạc Trường Sinh. Tiêu Chính Văn, cậu ta đã đạt tới cảnh giới thiên thần một sao, hơn nữa lại còn trẻ, tinh huyết của cậu ta sẽ có tác dụng cực tốt giúp cho Từ Thiên Thuật tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, cậu ta là vua Bắc Lương, hy sinh cho người dân Hoa Quốc cũng là chuyện thường tình, dù sao chuyện này mới là quốc vận trăm năm liên quan đến Hoa Quốc. Lần trước Hoa Quốc chịu nhục nhã trăm năm là bởi vì lúc diễn ra trận đấu, chúng ta thua thảm hại. Tôi tin vua Bắc Lương nhất định sẽ chú trọng đến đại cục, chịu hy sinh vì người dân Hoa Quốc. Lạc Trường Sinh nở nụ cười nham hiểm nhìn ông Tần nói. Hả, ông Tần ớn lạnh. Chương 2234. Chỉ mười mấy phút trước, Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn bị một quả hạt nhân phá hoại. Hơn nữa ông Tần ít nhiều gì cũng biết sự việc qua phát sóng trực tiếp trên TV. Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức rõ ràng đang muốn nhân chuyện này để công khai báo thù. Nhưng suy đi nghĩ lại, người không xem các trưởng bối ra gì, cũng không có lòng tôn kính với năm đại danh sơn như Tiêu Chính Văn thì cũng đáng chết. Nếu có thể nhân cơ hội này loại bỏ Tiêu Chính Văn, không chỉ có lợi cho năm đại danh sơn mà cũng rất có lợi có tình hình sau này. Nghĩ đến đây. Ông Tần khẽ cười nói, quả nhiên viện trưởng Lạc có kế hay,
tôi hiểu rồi. Mấy ngày tới, tôi sẽ đến Giang Trung ép Tiêu Chính Văn nghe theo. Nghe thấy thế, Lạc Trường Sinh hài lòng gật đầu nói, vậy thì vất vả cho ông Tần rồi, đến lúc đó tốt nhất là gọi trưởng lão Võ Tông đi cùng để tránh việc Tiêu Chính Văn làm chuyện gì bất lợi với ông Tần. Ông Tần hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Sau khi đưa mắt tiễn ông Tần đi xa, Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức nhìn nhau cười, lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Một bên khác, sau khi về đến dinh thự và dặn dò chuyện trong nhà lần nữa, Tiêu Chính Văn đứng lên đi về phía Long Kinh. Lúc kết thúc chuyến đi đến Âu Lục, Tiêu Chính Văn vốn định đến gặp Thiên Tử để báo lại chuyện ngoài lãnh thổ với Thiên Tử. Nhưng nhiều ngày nay phải lo mấy chuyện vụn vặt nên mới kéo dài đến giờ. Nghe nói Tiêu Chính Văn đích thân đến, Thiên Tử cực kỳ vui mừng, cố ý bảo Tần Vũ đích thân đến sân bay Long Kinh đón Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn bước xuống máy bay, Tần Vũ lập tức bước đến đón rồi ôm lấy Tiêu Chính Văn, sau đó vỗ vai anh nói, khá lắm. Giết được mấy cường giả mạnh của Âu Lục, làm rạng danh Hoa Quốc chúng ta. Tiêu Chính Văn lại khẽ thở dài nói, hai, bây giờ vẫn chưa phải là lúc nên vui mừng, cường giả ngoài lãnh thổ sắp trở về tập thể rồi. Đến lúc đó rất có khả năng phá vỡ trật tự giới thế tục bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị cho chuyện này. Nghe thế Tần Vũ không khỏi sửng sốt nói, cậu Tiêu, ý cậu là lần này cường giả ngoài lãnh thổ sẽ về thế tục một lượt hả? Vừa nói, Tần Vũ vừa mời Tiêu Chính Văn lên xe của mình. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Chính Văn mới trầm giọng đáp, anh Tần, học viện võ thuật mà Âu Lục lập ra không phải vì muốn mượn học viên để chèn ép Hoa Quốc mà họ có mục đích khác. Chỉ cần hộp trận pháp trong tòa trận pháp bị lấy đi hết toàn bộ thì những con đường phong ấn giữa vùng ngoài lãnh thổ và thế tục cũng sẽ được mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó cường giả ngoài lãnh thổ có thể ra vào tự do, đất nước cũng sẽ thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất vì sự trở về của các cường giả này. Anh có nhớ vụ án mặc áo choàng chuốc rượu tước binh quyền không? Nghe thế Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên, vội vàng dặn dò tài xế mau chạy đến Thiên Tử Các. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đến Thiên Tử Các. Thiên Tử đã ngồi trong điện chính đợi Tiêu Chính Văn, thấy Tần Vũ và Tiêu Chính Văn bước vào, Thiên Tử bật cười nói, cậu Tiêu, đã lâu không gặp, bây giờ cậu đã là cường giả cảnh giới thiên thần số một Hoa Quốc rồi. Tôi rất vui mừng. Câu nói cuối cùng của Thiên Tử rất sâu xa. Chương 2235. Mặc dù trong năm đại danh Sơn cũng có cường giả cảnh giới thiên thần lánh đời. Nhưng mấy người đó cách xa giới chính trị, xét trên một trình độ nào đó thì sự tồn tại của họ ngược lại là mối đe dọa với Thiên Tử. Còn Tiêu Chính Văn thì khác, bất kể lúc nào hay ở đâu, anh cũng đứng về phía giới chính trị, đứng về phía người dân. Chỉ có Tiêu Chính Văn mới là người của Thiên Tử. Thiên Tử, bên Âu Lục đang lên kế hoạch động trời, hơn nữa việc thành lập học viện võ thuật chỉ là vì mở ra con đường giữa ngoài lãnh thổ và thế giới bình thường. Đến lúc đó cường giả ngoài lãnh thổ rất có khả năng sẽ làm ra vài hành động quá khích. Tiêu Chính Văn nói thẳng vào vấn đề chính, kể lại với Thiên Tử và Tần Vũ nghe những gì mình thấy và nghe được ở Âu Lục. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Thiên Tử và Tần Vũ đều rơi vào im lặng. Vua Bắc Lương, thật ra tôi cũng đã có dự cảm này rồi, trong lịch sử không chỉ xảy ra một lần người học võ cướp quyền nhưng bây giờ tình thế đã không thể do tôi khống chế nữa. Những gì tôi có thể làm là cố gắng bảo vệ người dân Hoa Quốc không bị các tông môn võ thuật này chèn ép, còn cường giả ngoài lãnh thổ muốn làm gì cũng không phải điều tôi và cậu có thể lường được. Mấy ngày trước, trưởng lão Võ Tông cũng từng nói với tôi, bây giờ Võ Tông cả nước đều đã có ý quy phục năm đại danh Sơn, tôi là Thiên Tử không thể cưỡng ép ra lệnh cho họ ủng hộ giới chính trị được. Nói đến đây Thiên Tử bất lực thở dài. Lòng người luôn hướng về cái lợi. Từ trước đến nay Võ Tông đều cảm thấy không cam lòng. Nhưng lúc đó vì giới chính trị quá mạnh và tình thế vô cùng không có lợi với Võ Tông. Thế nên khuất phục giới chính trị cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ đối mặt với tình hình thay đổi của thế giới, Võ Tông chắc chắn sẽ tham gia vào đó. Ý Thiên Tử là thuận theo tự nhiên sao? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói. Thiên Tử cười gượng đáp, cậu Tiêu, không giấu gì cậu. Ngoài cậu và các trưởng lão Võ Tông ra thì Võ Tông đã không còn ai là người tôi tin tưởng nữa. Thế nên tôi chỉ có thể trông chờ vào một mình cậu, nếu tương lai đúng như cậu nói, tôi nguyện lòng giao lại vị trí này để nội bộ Hoa Quốc không còn tranh đoạt nữa, Thiên Tử nghiêm nghị nói. Đúng lúc này,
một người chạy vào đại điện nói với thiên tử, báo cáo thiên tử, ông Chu người liên lạc của vùng ngoài lãnh thổ cần gặp. Ông Chu, thiên tử hơi nhíu mày, ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người Tần Vũ và Tiêu Chính Văn, tỏ ý bảo hai người họ tạm lánh ra sau màn che, sau đó mới trở về cửa Cửu Long, gật đầu nói, mời ông Chu. Ông Chu này chính là Chu Tử Dương của Hoa Sơn, người đã âm mưu với Khúc Hoành gây bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Gần đây, con đường nối liền với vùng ngoài lãnh thổ đã được mở quá nửa, sau một thời gian đề cử, Chu Tử Dương của Hoa Sơn và Tần Vạn Cốc của Thiên Sơn được năm đại danh Sơn tiến cử làm người liên lạc của vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa đã nhận được sự chấp thuận của thiên tử. Chương 2236. Thiên tử đương nhiên hiểu rõ không phải năm đại danh Sơn đang trưng cầu ý kiến của mình, mà chỉ là đang thông báo cho thiên tử một tiếng mà thôi. Bất luận thiên tử có phê chuẩn hay không, hai người bọn họ vẫn sẽ trở thành người đưa tin liên lạc của cường giả ngoài lãnh thổ. Hôm nay ông Chu đột nhiên ghé thăm, nhất định là có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Ngay sau đó, Chu Tử Dương sải bước tiến vào trong chính điện của thiên tử các, khẽ chắp tay nói với thiên tử, Chu Tử Dương tham kiến thiên tử. Tần Vũ đứng sau màn che, khẽ nghiến răng khi thấy Chu Tử Dương còn chẳng buồn quỳ bái. Mấy người trong võ tông này bây giờ ngày càng không có phép tắc rồi. Bất luận Chu Tử Dương có thân phận gì, gặp mặt thiên tử thì vẫn nên thăm hỏi sức khỏe. Mà ông ta thì hay rồi, chỉ chắp tay cho qua chuyện. Anh Tần, đừng kích động. Tiêu Chính Văn khẽ đặt tay lên bả vai của Tần Vũ, nhỏ giọng nói. Tần Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Tử Dương, lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế được lửa giận trong lòng. Hôm nay ông Chu tới đây, hẳn là có chuyện lớn gì muốn bàn bạc với tôi phải không? Thiên tử khẽ cười lên tiếng. Chu Tử Dương thấy trên mặt thiên tử không có vẻ tức giận thì đắc ý cười nói, thiên tử. Tôi nhận được thông báo của cường giả vùng ngoài lãnh thổ, sau 10 ngày nữa sẽ tổ chức cuộc đấu ở cách Long Kinh 80 cây số về phía Bắc. Cái gì? Không chỉ có Tần Vũ và Tiêu Chính Văn kinh ngạc mà ngay cả thiên tử cũng ngẩn ra trong phút chốc. Cuộc thi đấu của cường giả vùng ngoài lãnh thổ, nói trắng ra chính là quyết chiến sinh tử của cường giả ở cảnh giới thiên thần 2 sao, thậm chí là cảnh giới thiên thần 4 sao. Trước kia... Nếu như cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về thì các nước đều sẽ lựa chọn một nơi tương đối vắng vẻ để làm đấu trường, tránh việc làm bị thương người vô tội. Mà lần này, địa điểm của cuộc thi đấu lại được lựa chọn ở cách Long Kinh 80 cây số. Chỉ riêng dư âm của trận quyết chiến sinh tử giữa cường giả ở cảnh giới thiên thần đã có thể hủy diệt cả Long Kinh chỉ trong thoáng chốc. Hàng nghìn hàng vạn người dân Hoa Quốc ở Long Kinh không phải đều sẽ lâm vào cảnh khốn khổ lầm than hay sao? Ông Chu, người dân sống ở Long Kinh nhiều như vậy, hơn nữa, 80 cây số hình như hơi gần quá nhỉ. Dù cuộc đấu quyết định sẽ tổ chức tại Hoa Quốc thì cũng nên tới vùng núi mới phải, có phải thành phố nhộn nhịp không nên, thiên tử vẫn chưa nói hết câu. Ông Chu đã khẽ lắc đầu, thẳng thừng ngắt lời, thiên tử, đây là ý của tiền bối từ thiên thuật, không được thay đổi, hơn nữa, cuộc đấu lần này, Hoa Quốc chúng ta nắm chắc phần thắng. Tiền bối từ thiên thuật còn nhờ tôi chuyển một câu tới thiên tử. Tương lai của Hoa Quốc rất sáng lạn, mong thiên tử đừng suy nghĩ nhiều, sau trận chiến này, Hoa Quốc sẽ giống như rồng lớn vươn mình, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Chương 2237. Thiên tử hít sâu vào một hơi, nhìn Chu Tử Dương bằng ánh mắt lạnh tanh. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Dương lên tiếng ngắt lời thiên tử ở trên đại điện. Cả Hoa Quốc này, đừng nói là ngắt lời thiên tử, dù là kháng lệnh thì cũng là tội lớn phải tru di cửu tộc. Bây giờ, thái độ của Chu Tử Dương không chỉ đại diện cho bản thân ông ta mà còn đại diện cho thái độ của năm đại danh Sơn và cả cường giả vùng ngoài lãnh thổ đứng sau lưng ông ta. To gan, Chu Tử Dương, thiên tử vẫn còn chưa nói xong, ông lại dám, cung nhân đứng bên cạnh vẫn chưa nói hết câu, Chu Tử Dương đã giơ tay giáng một bạt tai từ khoảng cách xa. Bốp, âm thanh của cú tát vang lên rất rõ bên trong đại điện. Cung nhân đó bị bạt tai của Chu Tử Dương đánh văng ra xa 4-5 mét, đập thẳng lên trên cột trụ trong đại điện. Cậu là cái thá gì mà cũng dám khua tay múa chân ở trước mặt tôi? Hừ, hôm nay tôi đến chỉ để thông báo cho thiên tử một tiếng, bên ngoài 80 cây số, ngoài nhà ở cửa hiệu thì chính là địa điểm tiền bối từ lựa chọn. Mong thiên tử mau chóng cử người đi sắp xếp đấu trường và khán đài, nếu không sau khi mấy người tiền bối từ trở về, không chỉ có tôi không biết phải ăn nói thế nào mà e rằng ngay cả thiên tử cũng sẽ bị liên lụy. Nói xong,
Chu Tử Dương khẽ chắp tay với thiên tử, bình thản nói, vậy tôi xin cáo từ. Nhìn thấy Chu Tử Dương sải bước đi ra khỏi đại điện, Ngự Lâm Quân đang định tiến lên trước ngăn lại. Thiên tử xua tay, ý bảo mọi người lui xuống. Chu Tử Dương quay đầu lại, liếc nhìn thiên tử, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước ra khỏi thiên tử các. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Vũ tức tới mức ngực phập phồng, chỉ muốn băm vằm Chu Tử Dương ra làm trăm nghìn mảnh. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, bước ra từ sau màn tre, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Chu Tử Dương, trong lòng càng thêm gợn sóng. Thiên tử, vừa nãy không nên thả cho ông ta đi. Tần Vũ nghiến răng nói. Chu Tử Dương chẳng qua chỉ ở cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, dù Tiêu Chính Văn không ra tay thì một mình Tần Vũ cũng thừa sức giết chết ông ta. Thiên tử nghe vậy thì lắc đầu nói, giết một tên Chu Tử Dương thì sẽ có Lưu Tử Dương, Lý Tử Dương, chúng ta không giết hết được. Hơn nữa, đây chính là thái độ của năm đại danh Sơn và cả Võ Tông, tôi giết ông ta thì có tác dụng gì? Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn người cung nhân đã bị đánh ngất xỉu, phất tay với mấy tên Ngự Lâm Quân, ý bảo đưa cậu ta ra ngoài trước đã. Chương 2238. Lòng dạ nham hiểm đó, ngay cả người ngoài đường cũng biết. Xem ra năm đại danh Sơn và cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ đã có chung ý kiến, nếu như vậy, tôi đề nghị trong khoảng thời gian này, thiên tử cần tạm thời ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Chỉ cần muôn dân bảo vệ thiên tử, bọn họ đừng hòng thay trời đổi đất. Giọng nói của Tiêu Chính Văn mang theo mấy phần sát khí. Thiên tử khẽ cười nói, những anh hùng thường chung chí hướng, với sự ngang ngược hiện giờ của mấy người Chu Tử Dương, ngày cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về sẽ là lúc mà người của Võ Tông coi trời bằng vung. Tới lúc đó, muôn dân không ngừng oán thán, bọn chúng muốn chiếm đoạt quyền hành của Hoa Quốc thì nhất định sẽ vấp phải sự phản đối của muôn dân. Chỉ là, thứ mà tôi lo lắng không phải ngôi vị của mình mà là cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ của các nước nhất định sẽ ngấp nghé tới bờ cõi của đất nước chúng ta. Vài ngày trước, trong trận quyết chiến giữa cậu Tiêu và 11 lão già Hoa Sơn, tôi cũng tận mắt chứng kiến, với tình thế của khi đó, dù cho có vũ khí nóng, thậm chí là vũ khí hạt nhân thì cũng không có cách nào ứng phó được đòn truy giết đột ngột của cường giả cảnh giới thiên thần. Người dân Hoa Quốc không thể lại chịu đựng nỗi sỉ nhục như 100 năm trước nữa, không biết cậu Tiêu có kế sách gì hay không. Tiêu Chính Văn quay người nhìn thiên tử, trong lòng không khỏi nể phục tấm lòng bao la của thiên tử. Thiên tử, binh đến thì tướng cản, nước dâng thì đất ngăn, Tiêu Chính Văn dù có thịt nát xương tan cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho muôn dân của Hoa Quốc. Nghe thấy lời này, thiên tử chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, lúc này trong lòng vẫn có thể khắc ghi an nguy của Hoa Quốc, vẫn có thể nghĩ cho muôn dân của Hoa Quốc cũng chỉ có mấy người Tiêu Chính Văn mà thôi. Ngay cả đám quan chức kia cũng đang nghĩ cách làm sao để tự bảo vệ bản thân, thậm chí có rất nhiều người đã âm thầm thông đồng móc nối với các môn phái Võ Tông. Chuyện này đương nhiên không giấu được Hắc Băng Đài, càng không giấu được thiên tử, thế nhưng thế lực lớn sắp đến. Nhân lực này căn bản cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thiên tử, giờ tôi sẽ trở về Giang Trung, sau vài ngày nữa sẽ cử Long Ngao đích thân đến tiếp quản việc phòng vệ của thiên tử các. Nếu lúc cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về mà thiên tử các xảy ra vấn đề gì, tôi có thể đến chi viện bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn nói với sắc mặt nghiêm trọng. Cậu Tiêu, tôi đoán trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám có hành động quá khích gì với tôi đâu. Long Ngao là cánh tay đắc lực của cậu. Tuyệt đối không thể phái tới thiên tử các, tạm thời đối phó với trận đấu kia mới là vấn đề mấu chốt. Bất luận thắng bại, tuyệt đối không thể để cho cường giả vùng ngoài lãnh thổ của nước khác đặt nửa bước chân vào lãnh thổ của Hoa Quốc chúng ta. Dứt lời, thiên tử đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, an nguy của Hoa Quốc đặt trên vai cậu phải bảo trọng đấy. Thiên tử, Tiêu Chính Văn vẫn chưa nói xong, thiên tử đã xua tay ngắt lời, nói cậu Tiêu. Nhất định phải đề phòng Võ Thí Thiên cho cẩn thận, khoảng thời gian này, ông ta bình tĩnh quá rồi, người này vẫn luôn có dã tâm rất lớn, sao có thể bình tĩnh tới vậy trước tình cảnh loạn lạc như bây giờ chứ? Chương 2239. Tiêu Chính Văn nặng nề gật đầu, gần đây Võ Thí Thiên thật sự đã quá yên tĩnh, thậm chí ngay cả Võ Thần Tông cũng đóng cửa sơn môn, gần như tất cả đệ tử đều không ra khỏi núi. Điều này quá mức khác thường. Tiêu Chính Văn vẫn luôn cử người bí mật theo dõi mọi nhất cử nhất động của Võ Thần Tông, nhưng tình báo thu được đều là Võ Thần Tông đã đóng cửa sơn môn. Thiên tử đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Võ Thần Tông. Nói xong,
Tiêu Chính Văn thảo luận với Thiên Tử và Tần Vũ hồi lâu rồi mới tạm biệt rời đi. Ngay khi lên máy bay, Tiêu Chính Văn lập tức gửi tin nhắn cho hai người Long Ngao và Long Nguyệt, bảo bọn họ nhanh chóng kêu gọi tất cả những thành viên Điện Thần Long có cảnh giới Thiên Vương trở lên tập hợp tại trụ sở chính. Khi nhận được tin nhắn của Tiêu Chính Văn, Long Ngao và Long Nguyệt đã bàn bạc một hồi, sau đó lập tức triệu tập tất cả những cường giả cảnh giới Thiên Vương của Điện Thần Long. Bây giờ những cường giả cảnh giới Thiên Vương trong Điện Thần Long đã đạt đến số lượng hơn 10 người, tuy nhiên cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, hầu hết đều ở cấp độ Thiên Vương 1 sao, còn cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng so với trước đây thì thực lực tổng thể đã nâng lên không chỉ một bậc. Đêm hôm đó, khi Tiêu Chính Văn về đến trụ sở chính của Điện Thần Long đã lập tức dẫn theo một đám người đi vào rồi cùng nhau bế quan. Để nhanh chóng nâng cao thực lực của những thành viên Điện Thần Long, Tiêu Chính Văn đã chia sẻ cụ thể với mọi người một số trải nghiệm tâm đắc gần đây của mình và phương pháp sử dụng trận pháp bí mật không gian. Hơn nữa còn giải thích vô cùng cặn kẽ về một số chi tiết nhỏ. Đêm hôm đó ở trụ sở chính của Điện Thần Long, cả bầu trời đột nhiên tràn ngập ánh sáng vàng, hàng chục ánh sáng vàng phóng thẳng lên mây. Tiêu Chính Văn, Long Ngao và Long Nguyệt tìm một nơi vắng vẻ rồi ngồi xếp bằng. Trước mặt ba người họ là một vũng nước được hình thành một cách tự nhiên, dưới sự phản chiếu của ánh trăng, trên mặt nước khẽ gợn sóng. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên ngước nhìn những vì sao tràn ngập trên bầu trời. Lúc này, Tiêu Chính Văn cảm nhận được từng khớp xương, từng huyệt đạo trong cơ thể mình đều đang hấp thụ một sức mạnh vô hình. Khi dòng suy nghĩ của Tiêu Chính Văn đang tuôn trào, cây cỏ hoa lá xung quanh như đang tràn đầy sức sống. Thật ra, chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên thần mới có thể hiểu được cơ thể con người đang trải qua một quá trình như thế nào từ khi sinh ra cho đến khi chết. Mỗi tế bào của cơ thể con người, dù là thay cũ đổi mới hay sinh lão bệnh tử, tất cả đều đang bị ảnh hưởng bởi từ trường của cơ thể con người. Cũng giống bản thân bức xạ là một từ trường gia tốc. Vì vậy, mọi sinh vật bao gồm cả con người dưới sự bức xạ cũng sẽ đẩy nhanh quá trình tử vong. Thậm chí còn bởi vì giữa chừng phát sinh một số trường hợp khẩn cấp không thể đoán trước được mà tay chân và tướng mạo sẽ xuất hiện sự biến dị. Loại từ trường này là một sức mạnh vô hình mà những người muốn trường sinh bất lão và đắc đạo thành tiên vẫn luôn tìm kiếm từ thời xa xưa đến nay. Chương 2240. Còn được gọi là con đường lớn, từ trường trong cơ thể con người. Tự nó đã liên kết thành một thể với vũ trụ, cho nên mỗi tế bào trong cơ thể con người cũng giống như những vì sao trên bầu trời, chính là những vì sao tạo nên một vũ trụ bao la. Mà cơ thể con người được tạo thành từ nhiều tế bào. Bản thân những tế bào này lại bị giam cầm bởi từ trường bên ngoài. Vì vậy, người bình thường vốn không cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh này. Nó trở thành một gông xiềng hạn chế tất cả mọi người trong vô hình. Tất cả những người phá vỡ được gông xiềng này xứng danh là thiên tiên trong thời cổ đại. Lúc này Tiêu Chính Văn đang cảm nhận gông xiềng, hơn nữa anh không ngừng huy động từ trường trong cơ thể mình tấn công nó. Tiêu Chính Văn đã luôn suy ngẫm kể từ khi anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng một cái chỉ tay của Sáng Thế Chủ. Trên thực tế, sự chênh lệch giữa anh và Sáng Thế Chủ không chỉ ở cảnh giới mà còn có sự khác biệt rất lớn ở tầm hiểu biết về mối quan hệ của cơ thể người và vũ trụ. Cũng như cái gọi là một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Vậy một ở đây rốt cuộc là gì? Từ những lời nói của Sáng Thế Chủ, Tiêu Chính Văn đã nhận ra, cái gọi là một chính là ý nghĩ. Như câu nói con đường ma đạo chỉ cách nhau trong một ý nghĩ. Tất cả những điều này nhìn thì đơn giản nhưng muốn thật sự lĩnh ngộ được thì lại khó như lên trời. Cũng giống như bao người, cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên thần 4 sao. Thậm chí ngay cả cảnh giới bán bộ nhân vương cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời với bọn họ. Lý do khiến Tiêu Chính Văn có thể suôn sẻ như thế trong suốt đoạn đường chỉ bởi vì một chữ, ngộ. Ngay lúc Tiêu Chính Văn nhắm mắt lại, những vệt sáng tỏa ra từ 9 tầng mây trên cao xả xuống người Tiêu Chính Văn, như thể có vô số luồng chân khí đang dâng lên trong cơ thể anh. Một sức mạnh vô cùng lớn đang dâng trào và nổi lên trong cơ thể. Sức mạnh này càng lúc càng mạnh. Mỗi khi Tiêu Chính Văn hít thở thì không gian xung quanh cũng sẽ xuất hiện sự dao động nhỏ. Một màn sáng chói lóa màu vàng đột nhiên bao trùm lấy Tiêu Chính Văn, dường như anh đã không ngừng biến hóa trong không gian rộng lớn chỉ trong tích tắc. Không gian, thời gian, như thể mọi thứ đều có mối liên kết chặt chẽ với một sức mạnh thần bí.
lãnh vực, trong đầu Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện một đoạn văn được ghi chép trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Thứ thật sự có thể đột phá giới hạn của cơ thể con người chính là lãnh vực. Lãnh vực này không giống với lãnh vực kiếm pháp, cũng không giống với kiếm ý. Mà là trở thành chủ nhân của vạn vật trong một không gian nhất định, hay cả trong không gian và thời gian. Chương 2241. Nói cách khác, tất cả những thứ đó đều được sức mạnh con người điều khiển, cho dù là hiện tượng thiên văn, hay khí tức, bất kể là sự sống chết của vạn vật, chỉ cần nằm trong lãnh vực đều sẽ do chủ nhân của lãnh vực điều khiển. Bỗng nhiên, trong lòng Tiêu Chính Văn như đã hiểu ra, màn ánh sáng màu vàng cực lớn kia đột nhiên xông thẳng lên trời, rồi từ trên 9 tầng trời rơi ngược lại vào người Tiêu Chính Văn. Một giây tiếp theo, từ trong cơ thể Tiêu Chính Văn bay ra 9 con rồng màu vàng, quanh quẩn qua lại trên bầu trời. Từng tiếng gầm của rồng vang khắp chân trời. Long Nguyệt và Long Ngao đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Phá, cảm nhận được sức mạnh thần bí, Tiêu Chính Văn đột nhiên giống lên một tiếng giận dữ. Trên bầu trời, 9 con rồng ngay sau đó phóng thẳng lên trời, sức mạnh dâng lên như thủy triều, hoành hành ngập trời. Chưa đầy một khắc, bầu trời phía trên của đám người Tiêu Chính Văn đều xuất hiện cảnh tượng sụp đổ. Cũng may ở đây là trong núi sâu, nếu không, người dân ở Giang Trung mà thấy cảnh tượng kỳ dị này thì sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Long, long trời lở đất, Long Ngao còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân anh ta đột nhiên vỡ vụn. Khi anh ta nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy bản thân đang ở trong khoảng không, mà dưới chân lại là vực sâu đen thẳm không thấy đáy. Vũng nước trước mặt bọn họ cũng bốc hơi trong nháy mắt, lúc này mấy người họ như đang ở trong vũ trụ trôi lơ lửng giữa không trung trong trạng thái khó tin. Nguyên khí, trong lòng Tiêu Chính Văn chợt nghĩ đến hai từ nguyên khí, chẳng lẽ đây là nguyên khí mà cụ tổ đạo gia từng nhắc đến. Từ trường hay lực từ cũng được, sao trời hay vũ trụ cũng xong, hư không hay muôn vật cũng thế, tất cả mọi thứ đều ở trong nguyên khí. Đoạn văn này trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục lại lần nữa xuất hiện trong đầu của Tiêu Chính Văn. Chỉ là trước đó, Tiêu Chính Văn không hiểu vì sao cái gọi là nguyên khí lại có thể bao gồm mọi cảnh tượng. Chỉ khi đích thân cảm nhận được sức mạnh có thể thay trời đổi đất, Tiêu Chính Văn mới hiểu nguyên khí là gì. Ngay lúc Tiêu Chính Văn đã thực sự hiểu ra, thì các đại danh sơn cũng đồng loạt nhìn lên bầu trời. Một ánh hào quang màu vàng rực rỡ chiếu thẳng lên trời. Tất cả các cường giả cảnh giới thiên thần nhất thời đều cảm nhận được một sức ép mà trước đây chưa từng có. Lúc này, bên trong học viện võ thuật Thiên Sơn, Cổ Thiên Đức đang nhìn lên trời với vẻ mặt đầy hoảng hốt, kinh hãi nói có người đang đột phá cảnh giới nhân vương ư. Không, khí tức này tuyệt đối không phải là nhân vương, mà là thiên thần, hoặc là khí tức độc nhất vô nhị của thiên thần một sao. Chẳng lẽ là Tiêu Chính Văn? Chương 2242. Lạc Trường Sinh cũng bị suy đoán của mình dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Cho dù người đó có phải là Tiêu Chính Văn hay không cũng phải đẩy nhanh hành động để đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Trường Sinh vội vàng nói với một tên đệ tử phía sau, mau, mau thông báo với ông Tần, bảo ông ta sáng sớm ngày mai đến Giang Trung hỏi thăm Tiêu Chính Văn. Không lâu sau, ông Tần dẫn một người đàn ông trẻ tuổi cùng bước đến. Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh không khỏi sửng sốt, sau đó lần lượt đứng dậy. Tất nhiên họ không phải đứng dậy để chào ông Tần vẫn chưa có thể diện lớn ở Thiên Sơn để hai viện trưởng phải đứng dậy đón. Hiển nhiên người họ đón là người thanh niên đó. Tiểu Cổ, Tiểu Lạc, hai người đều ở đây à? Người thanh niên đó lên tiếng đã chứng minh được vai vế và tuổi tác. Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh vội cúi người nói, tiền bối. Sao ông lại đích thân đến đây? Dù hai người họ đều là một trong các viện trưởng của Thiên Sơn, nhưng căn bản chẳng dám thờ ơ lạnh nhạt với người thanh niên trước mặt này. Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi này chính là Trương Tử Trần của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Thân phận khác của lão là đại đệ tử của Từ Thiên Thuật. Chỉ riêng thân phận này đã có thể tung hoành ở các môn phái võ tông, thậm chí là năm đại danh sơn. Sao thế, hai người cũng nhìn chúng Tiêu Chính Văn à? Trương Tử Trần chắp tay sau lưng trầm giọng hỏi. Đúng thế, Tiêu Chính Văn là cường giả cảnh giới thiên thần của thế hệ trẻ, tinh huyết của cậu ta chắc chắn rất có lợi cho tiền bối Từ, hơn nữa trận chiến này liên quan đến quốc vận mấy chục năm sau. Thế nên hai bọn tôi mới bảo ông Tần mời Tiêu Chính Văn đến rồi bảo cậu ta giao tinh huyết của mình ra. Lạc Trường Sinh mỉm cười nói. Trương Tử Trần gật đầu,
thản nhiên nói, ừ, sư phụ tôi cũng đang có ý này, nếu tên này có thể hy sinh một chút cho đại cục thì sư phụ tôi có thể suy xét tha cho hắn một mạng. Có thể không nhắc đến hành vi trước đó của hắn. Nghe thế Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức đều sửng sốt. Không có khả năng Từ Thiên Thuật sẽ ra mặt cho họ, hơn nữa học viện kiếm thuật đã bị phá cũng chỉ là chuyện mới xảy ra hai ngày gần đây. Tin tức không thể truyền đến chỗ Từ Thiên Thuật nhanh như thế. Chắc là Từ Thiên Thuật muốn lấy lại thể diện cho con trai mình nên mới làm vậy. Chương 2243. Nghĩ đến đây Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức đều thầm đắc ý. Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, có muốn trách cũng phải trách cậu quá ngông cuồng, ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ mà cậu cũng có ý xem thường, để xem lần này cậu thoát khỏi ý trời thế nào. Lạc Trường Sinh oán thầm. Tiền bối Trương, Tiêu Chính Văn trước giờ kiêu ngạo vô lễ, thế nên muốn đẩy nhanh chuyện này thì tốt nhất có thể hòa hoãn thái độ. Cổ Thiên Đức tiến đến một bước nhỏ giọng nói. Cái gì, hòa hoãn, sư phụ cử tôi đến không phải để bàn bạc với các ông, chỉ muốn thông báo cho các ông một tiếng thôi. Hơn nữa trận đấu lần này liên quan đến quốc vận 100 năm của Hoa Quốc và sự sống còn của người dân, lẽ nào Tiêu Chính Văn không rõ tình hình chung sao? Không biết Hoa Quốc có bao nhiêu người muốn cống hiến tinh huyết cho sư phụ tôi, nhưng sư phụ tôi chỉ muốn của hắn, đây là sự coi trọng và vinh dự thế nào chứ? Trương Tử Trần bĩu môi, kiêu ngạo nói. Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau thầm kêu khổ. Muốn người như Tiêu Chính Văn đi vào khuôn khổ thì dùng cách lạt mềm buộc chặt mới là kế hay. Ngộ nhỡ chọc giận Tiêu Chính Văn thì đó không phải là chuyện đùa. Tiêu Chính Văn đang ở đâu? Trương Tử Trần nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn hỏi. Ông Tần vội bước đến đáp lời, tiền bối Trương, Tiêu Chính Văn vẫn còn đang ở Giang Trung. E là chúng ta phải đích thân đến đó gặp, bảo cậu ta đến Thiên Sơn quả là chuyện không thể. Bảo Tiêu Chính Văn đến Thiên Sơn, dù Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh đồng ý thì cũng không được môn chủ cho phép. Mời tên sát thần này đến Thiên Sơn chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, đến lúc đó một khi hai bên bàn luận thất bại thì Thiên Sơn còn có thể được giữ vững không? Như thế cũng tốt, chúng ta đến gặp Tiêu Chính Văn, sư phụ tôi còn đang đợi câu trả lời của chúng ta. Dứt lời, Trương Tử Trần không thèm nói gì đã bước ra khỏi cửa. Ông Tần vừa xoay người lại định ra ngoài, Lạc Trường Sinh bỗng vẫy tay với ông Tần nhỏ giọng nói, sao người này lại ở Thiên Sơn? Viện trưởng Lạc, cậu không biết rồi, 3 tiếng trước tiền bối Trương mới quay về từ ngoài lãnh thổ, tôi nhận được tin là lập tức mời đến Thiên Sơn luôn. Dù sao ông Tần cũng là thành viên liên lạc của ngoài lãnh thổ, dĩ nhiên không thoát khỏi tai mắt của ông ta. Hơn nữa Trương Tử Trần có thân phận rất cao, về đến nhà họ Trương ở Thiên Sơn nhưng không đến Thiên Sơn, không nghi ngờ gì chắc chắn là nể mặt Thiên Sơn. Nghe ông Tần nói xong, Lạc Trường Sinh khẽ gật đầu, vì bây giờ xem ra ngày cường giả ngoài lãnh thổ quay về sẽ không còn xa nữa. Chương 2244. Thế là lão khoát tay với ông Tần nói, đi thôi nhưng cố gắng đừng xảy ra mâu thuẫn với Tiêu Chính Văn. Tôi đoán chắc chắn cường giả ngoài lãnh thổ sẽ quay về trong 10 ngày nữa. Trước đó, Thiên Sơn chúng ta đừng xảy ra chuyện không vui với Tiêu Chính Văn, mượn tay cường giả ngoài lãnh thổ tiêu diệt cậu ta mới là kế thượng sách. Ông Tần gật đầu nói, vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong, ông Tần vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Mấy tiếng sau, ông Tần và Trương Tử Trần cũng đã đến trước cửa dinh thự Tiêu. Không để ông Tần lên tiếng. Trương Tử Trần bước đến trước nói với đệ tử Thiên Kiếm Tông đứng trước cửa, đi thông báo với Tiêu Chính Văn lập tức ra đây đón. Nói là có Trương Tử Trần đệ tử chân truyền của Từ Thiên Thuật ngoài lãnh thổ đang đợi. Đệ tử của Từ Thiên Thuật, hai đệ tử Thiên Kiếm Tông ở ngoài cửa nghe thế vội vàng chạy vào dinh thự. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng vừa về đến Giang Trung, bảo Long Ngao và Long Nguyệt ở lại trong trụ sở chính, đóng cửa tập trung tu luyện. Đồng thời anh lại đưa một bản lĩnh hội mấy ngày nay của mình cho Độ Thiên Chân Nhân, bảo cụ ta cứ bế quan lĩnh ngộ trong phòng dưới tầng hầm theo đúng nội dung trong đó. Làm hết tất cả mọi chuyện, Tiêu Chính Văn rót tách trà vừa thưởng thức vừa suy nghĩ đến việc nên làm thế nào sau khi cường giả ngoài lãnh thổ về. Đúng lúc này hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nhanh chân vào chạy phòng khách, nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, bên ngoài có hai người đến. Một trong đó nói mình là đệ tử của Từ Thiên Thuật bảo anh ra ngoài nghênh đón. Đệ tử của Từ Thiên Thuật, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, cười khẩy rồi phất tay với hai đệ tử Thiên Kiếm Tông, tôi biết rồi,
nói họ cứ đợi ngoài cửa, tôi đang có việc không tiện ra đón. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông không dám hỏi nhiều, xoay người ra ngoài nói với Trương Tử Trần và ông Tần, anh Tiêu nói hai vị cứ đợi một lát. Nghe thế Trương Tử Trần nở nụ cười đấy đắc ý. Vua Bắc Lương thì thế nào? Tiêu Chính Văn thì đã sao? Còn chẳng phải đích thân ra đón mình đó sao? So sánh với cường giả ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn quả thật cực kỳ nhỏ bé, không đáng để nhắc đến. Nhưng chớp mắt đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn đâu, sắc mặt Trương Tử Trần cũng trở nên khó coi. Lão xoay người nói với hai đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tiêu Chính Văn đâu? Sao vẫn chưa ra đón? Một đệ tử Thiên Kiếm Tông trong đó cười nhạt đáp, ờ thì, anh Tiêu không nói ra đón hai vị, chỉ nói là hai vị đứng đợi. Bây giờ anh Tiêu đang có việc gấp, không tiện gặp hai vị. Cái gì, nghe nói thế, không chỉ sắc mặt của Trương Tử Trần trở nên cực kỳ khó coi mà mặt ông Tần cũng lập tức đỏ bừng vì tức giận. Tiêu Chính Văn to gan, cậu dám, không để ông Tần nói hết câu, Trương Tử Trần đã sải bước xông vào. Chương 2245. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn nhau nhưng không bước đến ngăn lại mà nhìn Trương Tử Trần và ông Tần đang bước vào dinh thự với ánh mắt đồng tình. Hai, anh ta đi gặp anh Tiêu với thái độ này cũng chẳng khác gì tìm đến cái chết. Hừ, lát nữa đợi xem kịch hay đi. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn nhau cười. Họ quá hiểu tính cách của Tiêu Chính Văn, nếu không phải trước đó Trương Tử Trần kiêu ngạo như thế thì chắc chắn Tiêu Chính Văn không thể để họ đứng ngoài này đến tận nửa tiếng. Trương Tử Trần và ông Tần vừa bước đến cửa đã thấy Tiêu Chính Văn đang nhàn nhã uống trà, Trương Tử Trần lập tức nổi giận. Ông Tần vội vàng đè vai Trương Tử Trần xuống tỏ ý lão đừng nổi giận. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là cao thủ cấp thiên thần, thật ra Trương Tử Trần cũng chỉ là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, hai người kết hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Trương Tử Trần kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Ông Tần bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói, cậu Tiêu, tôi là Tần Vạn Cốc của Thiên Sơn, vị này là Trương Tử Trần thuộc nhà họ Trương ở Thiên Sơn, cũng là đệ tử của tiền bối Từ Thiên Thuật. Lúc ông Tần nói ra câu này gần như đã cúi thấp người xuống lộ ra vẻ mặt nịnh hót. Ông Tần quả thật không có lá gan kiêu ngạo trước mặt Tiêu Chính Văn. Có việc gì sao, Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm ngước mắt lên, giọng điệu vẫn bình thản nói. Trương Tử Trần thấy Tiêu Chính Văn không xem mình và ông Tần ra gì, cơn giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Đừng nói là một vua Bắc Lương nhỏ bé, trong cả võ tông có ai dám khinh thường lão như thế không? Không để ông Tần lên tiếng, Trương Tử Trần bước đến lạnh lùng nói, hôm nay đến đây gặp cậu chỉ muốn truyền đạt lại một câu với cậu thay sư phụ tôi mà thôi. Sư phụ tôi là Từ Thiên Thuật thủ lĩnh của Thiên Huyền Tông ngoài lãnh thổ, sư phụ bảo tôi chuyển lời đến cho cậu. Có thể không truy cứu việc cậu bất kính với cậu từ trước đó, thậm chí có thể thân thiện với cậu. Nhưng điều kiện đưa ra là cậu phải giao tinh huyết của cậu cho sư phụ tôi để người Hoa Quốc chúng ta giành được thắng lợi trong cuộc chiến lần này. Trương Tử Trần không cảm thấy lo lắng nói ra mục đích của mình, hơn nữa còn nhắc đến Từ Thiên Thuật. Chỉ là lão vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn cười khẩu nói, ồ, bảo tôi giao tinh huyết của mình ra ư, đúng thế. Đây là ơn đức bao la của sư phụ tôi, cho cậu một cơ hội chuộc tội. Tôi không nói trước đó cậu đã làm gì với cậu từ ở Âu Lục, tự bản thân cậu cũng rõ. Chương 2246. Nếu sư phụ tôi đích thân tìm cậu tính sổ thì cậu cũng biết rõ sẽ có hậu quả gì, bây giờ sư phụ tôi cố ý nhường một bước, bảo cậu giao tinh huyết ra đã là đang cho cậu con đường sống rồi. Hơn nữa không cần tôi nói cậu cũng biết trận đấu lần này quan trọng thế nào với Hoa Quốc. Liên quan trực tiếp đến việc lớn quốc vận trăm năm của Hoa Quốc. Tôi tin cậu cũng nên làm chút gì đó hy sinh cho Hoa Quốc. Trương Tử Trần kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, giọng điệu còn mang theo ý không cho phép nghi ngờ. Thật ra Tiêu Chính Văn đã đọc được tất cả ghi chép về tinh huyết trong Thiên Sơn Thư Lục. Chỉ cần đạt được cấp binh vương, thậm chí là cấp cao hơn thì trong cơ thể mỗi người đều sẽ có một giọt tinh huyết. Sau khi giọt tinh huyết này bị rút ra khỏi cơ thể, bất kể trước đây là cao thủ của cấp bậc nào cũng sẽ trở thành người vô dụng. Còn giọt tinh huyết này cho dù bị ai lấy đi cũng sẽ tiếp nhận thực lực của người này, từ đó giúp sức chiến đấu của mình tăng lên thêm một bậc nữa. Nếu Tiêu Chính Văn đồng ý yêu cầu này cũng đồng nghĩa với việc hiến dâng hết toàn bộ những gì tích lũy được trong đời này cho Từ Thiên Thuật,
từ nay về sau Tiêu Chính Văn sẽ trở thành một tên vô dụng thật sự. Có lẽ đến lúc đó đừng nói là đối mặt với cường giả cảnh giới thiên thần, dù là người bình thường thì Tiêu Chính Văn cũng không có sức đánh trả. Nói cách khác Tiêu Chính Văn lúc trước sẽ hoàn toàn mất đi, mà số mạng của anh cũng sẽ bị người khác khống chế. Tại sao tôi phải đưa tinh huyết cho Từ Thiên Thuật, ông ta là cái thá gì? Tiêu Chính Văn cười khẩy nhìn Trương Tử Trần hỏi. Tiêu Chính Văn, nghe vậy Trương Tử Trần lộ ra vẻ tức giận nói, dù bây giờ cậu đã đạt đến cảnh giới thiên thần, nhưng cậu biết trận đấu của cường giả ngoài lãnh thổ là trận quyết đấu cường giả ở cấp bậc nào không? Ít nhất đều là trận quyết đấu sinh tử giữa các cường giả thiên thần huyền cấp 2 sao, với thực lực của cậu thì có thể đánh thắng cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao không hả? Việc cậu có thể làm cho Hoa Quốc là giao tinh huyết của mình ra để cường giả ngoài lãnh thổ Hoa Quốc chiến thắng đối phương trong trận đấu lần này. Hơn nữa đây cũng là điều duy nhất cậu có thể làm vì Hoa Quốc, vì người dân Hoa Quốc. Còn nữa, đây không chỉ là ý của một mình sư phụ tôi mà là ý của tất cả cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc, cũng là ý của tất cả võ tông của Hoa Quốc ngoài lãnh thổ. Trương Tử Trần khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tại sao họ lại quyết định thay tôi? Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tiêu Chính Văn, lần này Trương Tử Trần hoàn toàn tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên, nếu không phải cậu tàn sát đẫm máu các cường giả cảnh giới thiên thần của Âu Lục thì Hoa Quốc sẽ lâm vào họa lớn thế này sao? Chương 2247. Nếu không phải vì cậu giết đám người Ahesanjin thì sao Âu Lục lại không bắt tay với Hoa Quốc chúng ta chứ? Hơn nữa cậu vừa giết 8 trong 11 lão già Hoa Sơn, cường giả ngoài lãnh thổ đã nghe được chuyện này rồi. Không ngại nói thật cho cậu biết, bây giờ chính là cơ hội duy nhất để cậu lấy công chuộc tội, chỉ cần cậu chịu giao tinh huyết ra thì các cường giả ngoài lãnh thổ đều có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà cậu gây ra trước đó. Trương Tử Trần mất kiên nhẫn nói với Tiêu Chính Văn. Lão nghĩ điều kiện mà Từ Thiên Thuật đưa ra cho Tiêu Chính Văn hiện giờ đã ưu đãi đến mức không thể thương lượng được nữa. Tiêu Chính Văn ngược lại thì hay rồi, không cảm kích đã đành, còn dám xem thường Từ Thiên Thuật. Cậu Tiêu, thật ra cậu Trương nói chỉ là một phần thôi, tôi nghĩ cậu đã là vua Bắc Lương Hoa Quốc thì nên góp phần sức lực cho Hoa Quốc, hơn nữa là vua Bắc Lương được người dân kính mến ngưỡng mộ, đây chẳng phải là nghĩa vụ cậu nên làm sao. Ông Tần cũng mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn nói. Ông ta nghĩ lý do của mình đã vô cùng đầy đủ, Tiêu Chính Văn không có lý do để từ chối. Ha ha ha, nghe thế Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên cười vừa lắc đầu lia lịa nói, hai người đúng là rất biết cách công kích người khác bằng lời nói đấy. Nếu tôi không đưa tinh huyết của mình thì không trung thành với Hoa Quốc, không có nghĩa vụ với người dân à. Hai người cũng ngây thơ thật, dùng người dân Hoa Quốc để ép buộc Tiêu Chính Văn tôi ư. Sắc mặt Tiêu Chính Văn bỗng trở nên lạnh như băng. Cậu Tiêu, tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm với năm đại danh sơn. Nhưng chuyện này liên quan đến đại cục, mong cậu Tiêu có thể suy xét cẩn thận đến quốc vận trăm năm của Hoa Quốc. Ông Tần mỉm cười lên tiếng khuyên nhủ. Không cần suy nghĩ nữa, chuyện này không thể được. Hơn nữa tinh huyết của tôi tuyệt đối không thể giao cho bất kỳ ai, bây giờ không thể, sau này càng không. Tiêu Chính Văn lạnh lùng từ chối thẳng thừng. Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ. Nếu trận đấu lần này thất bại vì sự ích kỷ của cậu thì mọi trách nhiệm đều do một mình cậu gánh lấy. Mặt Trương Tử Trần đỏ bừng chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận quát. Hừ, nếu thắng cũng chẳng liên quan gì đến Tiêu Chính Văn tôi nhỉ. Không có đâu, các người nghĩ tôi không biết ý đồ của các người sao. Chẳng qua là muốn sau khi lấy tinh huyết của tôi đi thì sẽ dồn tôi vào chỗ chết, loại thủ đoạn này không cần dùng với Tiêu Chính Văn tôi đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 2248. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Trương Tử Trần lập tức nổi điên, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn gào lên. Tiêu Chính Văn, cậu còn dám hoài nghi tấm lòng ngay thẳng của sư phụ tôi sao? Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, không phải chúng tôi đang đàm phán với cậu, cậu là vua Bắc Lương của Hoa Quốc thì nên cống hiến cho Hoa Quốc, dù phải hy sinh bản thân đi chăng nữa. Đây là chức trách của cậu, hơn nữa. Nếu như những lời ban nãy cậu nói mà lan truyền ra ngoài, cậu sẽ bị muôn dân trăm họ của Hoa Quốc phỉ nhổ. Trương Tử Trần vừa tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị lên tiếng thêm lần nữa. Nhưng lão vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa mờ, một giây sau, một tiếng, bốp, vang lên lanh lảnh.
Đầu của Trương Tử Trần vẹo sang một bên, cái tát của Tiêu Chính Văn đá đánh bay lão ra xa. Bộp, cơ thể của Trương Tử Trần nặng nề ngã xuống mặt đất, má bên trái hẳn rõ năm đầu ngón tay. Hy sinh bản thân, bị muôn dân Hoa Quốc phỉ nhổ ư, ai cho ông lá gan nói ra những lời này? Sư phụ của ông có tấm lòng chính trực ngay thẳng như thế, sao không bảo ông đi mà hy sinh? Dù ông có lan truyền chuyện ngày hôm nay ra bên ngoài, ông tưởng rằng nhân dân Hoa Quốc sẽ làm theo những gì ông muốn sao? Bốp, không đợi Trương Tử Trần đứng lên, Tiêu Chính Văn lại giáng một bạt tai xuống từ khoảng cách xa. Cú tát này còn vang hơn cả cú tát ban nãy, thậm chí ngay cả mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông đang đứng trước cửa cũng nghe thấy rất rõ. Lần này Trương Tử Trần thật sự nổi điên, dù gì lão cũng là đệ tử của cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, ở ngoài lãnh thổ lão cũng là người có chút địa vị. Đừng nói một nhân vật nhỏ bé không có chỗ dựa như là Tiêu Chính Văn, dù là mấy nhân vật có bối cảnh ở danh sơn cũng phải nể mặt lão vài phần, ai dám tát lão ngay giữa đám đông như thế chứ? Tiêu Chính Văn, cậu dám đánh tôi, bốp! Trương Tử Trần vẫn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn lại giơ tay giáng một bạt tai nữa. Tôi cứ đánh ông đấy, sao hả? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn Trương Tử Trần. Tiêu Chính Văn, cậu thật sự cho rằng cả Hoa Quốc này không ai có thể xử lý cậu sao? Giờ cậu chiếm ưu thế là bởi vì cường giả vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về, dù là cảnh giới thiên thần 4 sao, ở trước mặt cường giả vùng ngoài lãnh thổ cũng chẳng đỡ nổi một đòn đâu. Lúc này, Trương Tử Trần ôm lấy bên má bị đánh sưng tấy, gương mặt ngập tràn vẻ oán hận nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Nếu không phải vì cách biệt thực lực quá lớn thì Trương Tử Trần đã ra tay với Tiêu Chính Văn từ lâu. Nhưng vừa nghĩ tới ngay cả 11 lão già Hoa Sơn cũng chịu nhục trong tay Tiêu Chính Văn, Trương Tử Trần cũng chỉ đành kìm nén sự kích động. Hừ, ông đang uy hiếp tôi sao? Chương 2249. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay, dầm một tiếng, áp lực cực lớn lập tức chèn ép lên cơ thể Trương Tử Trần. Dầm, cùng với một tiếng vang rất lớn, mặt đất bằng đá xanh sụt lún, nửa phần thân của Trương Tử Trần máu thịt lẫn lộn. Trương Tử Trần đau tới mức ngay cả tiếng gào cũng không thốt lên nổi, chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, ôm lấy cánh tay trái bị thương, đau đớn rên rỉ. Tiêu Chính Văn đứng lên từ trên ghế sofa, sải bước đi tới trước mặt Trương Tử Trần, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Tử Trần đã đau tới mức co quắp trên mặt đất giống như một con tôm lớn. Dù cường giả vùng ngoài lãnh thổ có trở về thì Tiêu Chính Văn tôi vẫn chẳng hề run sợ, đừng nói là ông. Dù có là sư phụ ông đích thân tới gặp tôi thì cũng không dám nói ra những lời ban nãy. Huống hồ ông chẳng qua chỉ là một con chó đi theo bên cạnh ông ta mà thôi. Tiêu Chính Văn nhìn xuống, trên mặt đằng đằng sát khí. Ông Tần đứng bên cạnh thấy vậy cũng đành câm như hến, cả người không ngừng run rẩy. Vốn dĩ ông ta muốn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng cảm giác áp lực mà Tiêu Chính Văn tạo ra cho ông ta thật sự quá lớn, thậm chí ông ta còn lo lắng. Chỉ cần bản thân lên tiếng là sẽ mất mạng như chơi. Tiêu Chính Văn, có lẽ cậu vẫn chưa biết nhỉ, nhiều nhất là 3 ngày, cường giả vùng ngoài lãnh thổ có thể trở về giới thế tục rồi, tới lúc đó, sư phụ tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu. Đến bây giờ, Trương Tử Trần vẫn còn nhắc đến Từ Thiên Thuật để đe dọa Tiêu Chính Văn. Dù gì Từ Thiên Thuật cũng là một nhân vật truyền kỳ ở ngoài lãnh thổ, hơn nữa từ trước tới nay. Bất luận là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục cũng đều tỏ ra hết mực tôn kính Từ Thiên Thuật. Nhưng người mà lão đang đối diện lần này lại là Tiêu Chính Văn. Chưa nói cường giả vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ chẳng có lòng dạ tốt đẹp gì, dù Từ Thiên Thuật thật sự có một trái tim cương trực ngay thẳng giống như những gì Trương Tử Trần nói thì Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không thể giao tinh huyết của mình ra. Tình cảnh nhà họ Tiêu bị tàn sát cả gia tộc tới nay vẫn còn đó. Tiêu Chính Văn biết rõ. Bất cứ lúc nào, chỉ khi bản thân đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ cho những người ở bên cạnh mình. Vĩnh viễn không thể giao vận mệnh của bản thân cho bất cứ người nào khác. Ồ, được thôi, nếu như Từ Thiên Thuật thật sự muốn tính sổ với tôi, vậy thì tôi cũng sẵn sàng nghênh tiếp bất kể mọi lúc, nhưng ít nhất thì ông không có bản lĩnh đó. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người, chẳng buồn nhìn Trương Tử Trần lấy một lần, cứ thế ngồi xuống ghế sofa. Nghe vậy. Ông Tần ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nếu như ban nãy anh đánh Trương Tử Trần chỉ để khiêu khích thì bây giờ là đang tuyên chiến với Từ Thiên Thuật luôn rồi. Ông còn điều gì muốn nói nữa không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông Tần. Ông Tần vội vàng lắc đầu nói, không,
không còn gì muốn nói nữa. Ngay cả Trương Tử Trần cũng bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, ông ta còn dám nói gì nữa đây? Chương 2250. Những lời đã nghĩ xong xuôi trước khi đến đã bị mấy cái tát của Tiêu Chính Văn đánh bay từ lâu. Còn không mau cút đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra một câu. Ông Tần vội vàng tiến lên trước đỡ Trương Tử Trần dậy, gật đầu khom lưng nói, vâng vâng vâng, giờ chúng tôi sẽ cút luôn đây. Nói xong, ông ta đỡ Trương Tử Trần, đi ra khỏi dinh thự một cách nhếch nhác và thảm hại. Mãi tới sau khi hai người họ đi khuất, Tiêu Chính Văn mới cử người mời Độ Thiên Chân Nhân đến. Độ Thiên Chân Nhân sải bước đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính nói, chủ thượng, cậu tìm tôi có việc gì à? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, lần trước cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về là vào lúc nào? Độ Thiên Chân Nhân khẽ nhíu mày nói, à, đại khái là hơn 100 năm trước, chỉ là, lần trước cường giả của Hoa Quốc trở về từ vùng ngoài lãnh thổ bị 8 nước liên thủ đàn áp. Vậy nên mới thương vong gần hết chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hơn nữa, cường giả ngoài lãnh thổ của 8 nước còn liên thủ tiêu diệt các cao thủ ở ẩn trong năm đại danh sơn. Do đó mới có nỗi nhục đất nước cả trăm năm nay. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đương nhiên tôi biết chuyện này, lẽ nào sau lưng cường giả vùng ngoài lãnh thổ vẫn có thế lực lớn gì đó đang thao túng. Giống như chuyện 8 nước liên thủ tuyệt đối không thể là tự phát, sau lưng nhất định có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những chuyện này. Độ Thiên Chân Nhân trầm tư hồi lâu, nói chủ thượng, tôi từng nghe sư phụ mình nói, cường giả vùng ngoài lãnh thổ thậm chí cũng có phần của quốc gia. Mà ở bên trên quốc gia còn có một tổ chức tên là Thiên Đạo Minh Ước. Nghe nói bên trong tổ chức này đều là cao thủ ở trên cảnh giới nhân vương nên tôi cho rằng lần trước Hoa Quốc bị 8 nước liên thủ nhắm vào, rất có khả năng chính là do Thiên Đạo Minh Ước đứng phía sau chỉ đạo. Thiên Đạo Minh Ước, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Nếu như lần trước Hoa Quốc bị Thiên Đạo Minh Ước nhắm vào thì lần này Thiên Đạo Minh Ước cũng rất có khả năng sau khi nhờ cường giả vùng ngoài lãnh thổ giúp đỡ sẽ áp chế quốc vận của Hoa Quốc. Mặc dù quốc vận dâng cao là một sức mạnh lớn không thể ngăn cản được, nhưng cũng chẳng phải không thể thông qua nhân lực để biến đổi nó. Cũng có thể nói, lần này, Hoa Quốc rất có khả năng sẽ bị Thiên Đạo Minh Ước nhắm vào. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Độ Thiên Chân Nhân, nói. Độ Thiên Chân Nhân khẽ nhíu mày đáp, chủ thượng, chuyện này cũng khó nói, Thiên Đạo Minh Ước thật ra không có cách biệt quốc gia, dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì giữa cường giả các nước cũng sẽ tiến hành chinh phạt lẫn nhau. Nhưng Thiên Đạo Minh Ước đứng về bên nào thì phần thắng của bên đó đương nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ đáng tiếc là sư phụ tôi đã mất rồi, nếu không nhất định có thể tìm ra một chút manh mối từ phía ông ấy. Ồ, sư phụ ông đã từng đến vùng ngoài lãnh thổ à? Tiêu Chính Văn xoay đầu nhìn Độ Thiên Chân Nhân, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.